Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 224. Thử một chút thôi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên dung hợp lại với hắn, một khắc sau, hơi thở của hắn đã được che giấu. Sau khi che giấu hơi thở, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lặng lẽ bay lên trên. Không thể không nói, hắn vẫn thấy khá căng thẳng. Lúc trước hắn đã từng bị đánh rồi. Diệp Huyên nhanh chóng xuyên qua khu vực mơ hồ kia, sau đó, hắn nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Trong tinh không là những tòa thành dày đặc, những tòa thành này khác với tòa thành của loài người, nó có hình dáng kim tự tháp, những tòa thành khổng lồ lơ lửng trong tinh không vô tận. Ngoài ra, người của thế giới này và thế giới bình hành cũng hoàn toàn khác nhau, những người này có hình dáng kỳ lạ, hoàn toàn khác với loài người. Diệp Huyên phát hiện có một điểm đặc biệt nhất là, không gian của thế giới này không giống với thế giới bình hành, rất nhiều không gian của thế giới này gấp lên nhau, hơn nữa còn không phân chia trên dưới, nhìn từ vị trí của hắn còn có vài người đang đi ngược. Không gian hoàn toàn khác với thế giới bình hành. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Diệp Huyên, ngươi là lén đi lên đây đúng không? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, hắn lập tức xoay người, trước mặt hắn là một cô gái. Cô gái trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, mặc váy trắng tinh, nghiêng nước nghiêng thành, sau lưng thắt một cái đuôi sam nhỏ. Sau lưng cô gái còn có một ông lão mặc áo choàng đen rộng, khí thế thâm trầm như tinh không bao la. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, gật đầu, đúng thế. Cô gái quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, người đúng là to gan. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, cô quang minh chính đại đi lên đây à? Cô gái chớp mắt, đúng thế. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, lợi hại. Cô gái cười duyên dáng, ngươi cũng rất lợi hại. Cảnh giới thấp như thế vẫn có thể lẻn vào nơi này cũng không đơn giản. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, cảnh giới của ta thấp ư. Ta là không cảnh phá tâm đấy. Không cảnh phá tâm. Cô gái nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta cười hì hì, Cũng không thấp lắm. Diệp Huyên cạn lời. Cô gái khẽ mỉm cười, phía trước chính là ranh giới của thứ nguyên giới, ngươi đừng tiến lên nữa, vì nơi đó rất nguy hiểm. Dù cách che giấu của ngươi rất cao siêu, nhưng nếu tiến vào trong, chắc chắn ngươi sẽ bị phát hiện. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, tại sao? Cô gái cười nói, hơi thở của người thứ nguyên không giống với chúng ta, ngươi tiến vào trong đó, bọn họ có phân biệt hơi thở. Một khi ngươi bị phát hiện, thì ngươi sẽ rất khó đi ra ngoài. Phân biệt hơi thở. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Cô gái cười nói, ta đi đây, sau này gặp lại. Nói xong, cô gái bèn muốn dẫn ông lão rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cất lời, cô nương. Cô gái dừng bước, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, cô có thể dẫn ta đi dạo quanh không? Hả? Cô gái chớp mắt, dẫn người đi dạo. Diệp Huyên gật đầu, ta rất tò mò về nơi này. Chỉ đi dạo một lát thôi. Cô gái im lặng. Ông lão sau lưng cô gái nhìn Diệp Huyên, sau đó đung huyền khí truyền âm, tiểu thư, người này trông có vẻ không giống người tốt. Nhưng cô gái lại cười nói, được, nếu ngươi muốn đi dạo thì đi theo ta, nhưng ngươi phải nghe lời ta, không thể làm bậy. Diệp Huyên vội đáp, được. Ông lão nhìn cô gái, không nói gì thêm nữa. Cô gái dẫn ông lão và Diệp Huyên đi về phía xa. Cô gái đột nhiên nói, ta tên Thị Ly, còn ngươi thì sao? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Cô gái cười nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Ông lão ở bên cạnh cũng nhìn Diệp Huyên, hơi nhíu mày, lại dùng huyền khí truyền âm, tiểu thư, hình như người này chưa từng nghe nói đến thị tộc. Thị Ly khẽ mỉm cười, đúng thế. Ông lão trầm giọng nói, người này không rõ lai lịch. Thị Ly lắc đầu, không cần quá để tâm, vị công tử này không có ác ý, cũng không giống người xấu. Hắn ta chỉ mới có cảnh giới không cảnh minh tâm đã tiến vào được nơi này, có lẽ là người không tầm thường, nếu đã là người bất phàm, thì làm quen một chút, kết thiện duyên cũng được mà. Ông lão im lặng. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyên, cười hỏi, công tử không chỉ là lần đầu tiên đến vũ trụ thứ nguyên. Mà còn là lần đầu tiên đến cổ hoang đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người,
sau đó lắc đầu cười khẽ, xem ra thị tộc của cô nương cũng là một gia tộc lớn ở cổ hoang. Thị Ly cười nói, cũng không thể xem là gia tộc lớn, chỉ là có lẽ các thế lực ở cổ hoang đều từng nghe nói tới, nhưng công tử lại không biết, rất rõ ràng là công tử chỉ vừa mới đến cổ hoang. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thị Ly đột nhiên nói, công tử có gia nhập vào đâu chưa? Nếu chưa, có bằng lòng gia nhập thị tộc của ta không? Bên cạnh ta còn thiếu người, nếu công tử đồng ý, ta nhất định sẽ đối đãi chân thành. Diệp Huyên nhìn Thị Ly, sau đó cười nói, đa tạ ý tốt của Thị Ly cô nương, ta tạm thời không muốn gia nhập thế lực khác. Ông lão chợt nói, thị tộc ta là một trong 10 thế lực lớn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta đã tự do quen rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đời người, cả thiên phú và sự cố gắng đều không thể thiếu, nhưng công tử cũng biết đấy, còn có một thứ quan trọng hơn hai thứ này, chính là cơ hội, rất nhiều lúc, nếu không thể nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt mình, có cố gắng thêm nữa cũng vô dụng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, tiền bối nói có lý. Ông lão gật đầu, cho rằng Diệp Huyên đã nghĩ thông suốt, nhưng lúc này, Diệp Huyên lại nói, cho nên ta vẫn nên lăn xả cùng muội muội của ta vậy. Ông lão thấy Diệp Huyên lại từ chối một lần nữa, ông lão cau mày, muốn nói thêm gì đó thì bị Thị Ly ngăn cản. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta cảm thấy khá tò mò, người lẻn đến nơi này bằng cách nào vậy? Có tiện nói không, nếu không tiện thì cũng không sao. Diệp Huyên cười đáp, việc này không có gì không thể nói cả. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Thấy kiếm Thanh Huyên, Thị Ly híp mắt lại, kiếm tốt. Trong mắt ông lão cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Hai người họ đều không phải người bình thường, đương nhiên là biết nhìn hàng, lập tức nhìn thấu sự bất phàm của kiếm Thanh Huyên. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Diệp công tử, thanh kiếm này của cậu đúng là không đơn giản, xem ra Diệp công tử cũng không phải người bình thường. Diệp Huyên cười nói, cô nương đùa rồi. Ta chỉ là một kiếm tu thôi. Thị Ly cười khẽ, không nói gì. Lúc này, một người thứ nguyên đột nhiên chắn trước mặt ba người. Thấy người thứ nguyên này, Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Vô tâm cảnh. Đây là vô tâm cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Lúc này, người thứ nguyên đó chợt nói, đi theo ta. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Thị Ly khẽ mỉm cười, sau đó đi theo. Diệp Huyên cũng vội vàng đuổi theo, trên đường đi, hắn tò mò quan sát xung quanh. Không thể không nói, thứ nguyên giới này thật sự rất đặc biệt, vì hắn phát hiện cấu tạo không gian của nơi này còn đặc biệt hơn trong tưởng tượng của hắn. Không gian nơi này luôn thay đổi, rất nhiều nơi không chỉ có xếp chồng, còn có thể gấp khúc, hơn nữa không gian rất nhiều nơi còn giống như tấm gương, có hai mặt. Kỳ lạ! Người thứ nguyên đó nhanh chóng dẫn ba người Diệp Huyên đi tới một đại điện. Trong đại điện trống rỗng, không có một ai. Lúc này, Thị Ly đột nhiên cười nói, nơi này là đại điện của Vũ Vương, một trong tam đại vương của vũ trụ thứ nguyên một, trông coi một phần ba vũ trụ này, quyền thế ngút trời. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hỏi, Thị Ly cô nương đến đây là muốn nói chuyện gì với Vũ Vương này sao? Thị Ly gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, ta ở đây có tiện không? Thị Ly cười đáp, tiện. Diệp Huyên cũng cười, vậy thì được. Lúc này, trên chỗ ngồi trống trong điện đột nhiên xuất hiện một người thứ nguyên. Vũ Vương. Thị Ly thu hồi nụ cười, thi lễ, thế tử thị tộc bái kiến Vũ Vương. Vũ Vương nhìn Thị Ly, không nói gì. Thị Ly cười nói, Vũ Vương, thời hạn trăm năm đã đến, lần này, ta đại diện thị tộc đến ký kết với Vũ Vương. Vũ Vương đột nhiên nói. Năm nay ta sẽ để tiêu tộc quản lý mỏ thứ nguyên tinh ở Nam Sơn. Nghe vậy, Thị Ly sửng sốt. Ông lão cũng nhíu mày. Diệp Huyên im lặng nhìn Thị Ly. Xem ra là có biến cố rồi. Có khi nào đánh nhau không? Diệp Huyên hơi cạn lời. Thị Ly trầm giọng nói, Vũ Vương, vì sao? Nhưng Vũ Vương lại đứng dậy, cứ thế biến mất. Đi rồi. Không thèm để tâm đến lời nói của nàng ta. Thấy cảnh này, sắc mặt Thị Ly cũng trở nên lạnh lẽo, mà sắc mặt của ông lão sau lưng nàng ta cũng rất khó coi. Diệp Huyên nhìn hai người, cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi. Lúc này,
ông lão đột nhiên nói, tiểu thư, Tiêu tộc nhúng tay vào rồi. Chuyện. Thị Ly phất tay, đi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Ông lão cũng vội vàng đi theo, Diệp Huyên muốn chạy, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi theo. Bây giờ chạy đi, gặp người thứ nguyên khác thì chắc là sẽ phải đánh nhau. Sau khi ba người họ rời khỏi phạm vi thế lực của Vũ Vương, Thị Ly xoay người nhìn về phía xa, cười nhạt, bội ước, đúng là thú vị. Ông lão nói với giọng điệu nặng nề, không thể nhẫn nhịn được. Thị Ly lạnh lùng nói, đương nhiên là không thể nhẫn nhịn. Bội ước mà không hề có lý do gì, thật sự cho rằng thị tộc ta dễ bắt nạt lắm sao? Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài bay lên cao, sau đó biến mất. Một lát sau, không gian trước mặt nàng ta chợt rung lên, sau đó, 100 cường giả đột nhiên xuất hiện. Lúc nhìn thấy những cường giả này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không ngờ những người đến đây đều là vô tâm cảnh. Mà 10 người trong đó còn là bỉ ngạn cảnh, ngoài ra, hơi thở của người đàn ông trung niên dẫn đầu còn sâu không lường được, chỉ đứng sau Vũ Vương khi nãy. Diệp Huyên im lặng. Thị tộc này cũng khá lợi hại đấy. Thị Ly cất lời, trực tiếp phá hủy cái mỏ kia ở Nam Sơn. Người đàn ông trung niên dẫn đầu gật đầu, đi. Ông ta vừa lên tiếng, những cường giả sau lưng ông ta lập tức chạy về phía Nam với tốc độ vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối tinh không. Còn người đàn ông trung niên thì xông đến trước đại điện của Vũ Vương. Oanh, trong nháy mắt, không gian xung quanh lập tức trở nên rách nát. Láo xược. Lúc này, trong đại điện phía xa đột nhiên vang lên giọng nói của Vũ Vương, sau đó, một hơi thở đáng sợ bay lên cao, chắn trước mặt người đàn ông trung niên. Trong mắt người đàn ông trung niên lộ vẻ khinh thường, đánh xuống một quyền. Cú đấm này khiến thời không trong phạm vi mấy trăm triệu dặm biến thành một cái hố khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên híp mắt lại. Thật đáng sợ. So với người này, Sở Nam trước đó thật sự chẳng khác nào một con kiến. Mà khí thế của Vũ Vương ở phía xa cũng vô cùng mạnh mẽ, mang theo một lực lượng đáng sợ phóng lên cao, đánh về phía người đàn ông trung niên kia. Một tiếng nổ chấn động đất trời đột nhiên vang vọng từ phía xa, sau đó, thời không như những mảnh giấy bị thiêu đốt, thoáng chốc hóa thành tro bụi, cùng lúc đó, một lực lượng đáng sợ lan ra khắp xung quanh. Tốc độ của lực lượng này rất nhanh. Trong nháy mắt đã lan tới trước mặt ba người Diệp Huyên. Nét mặt Thị Ly rất bình tĩnh, nàng ta mở tay phải, sau đó xoay nhẹ, lực lượng đáng sợ trước mặt đã lập tức bị đánh tan. Nhưng nàng ta không giúp Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên giơ ngón tay cái, kiếm Thanh Huyên ra khỏi vỏ, chiêu kiếm khiến lực lượng đáng sợ trước mặt hắn nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Khi nãy sở dĩ nàng ta không giúp Diệp Huyên ngăn cản lực lượng kia là vì muốn xem thử thực lực của Diệp Huyên. Không thể không nói, thực lực của Diệp Huyên vẫn khiến nàng ta khá khiếp sợ. Bên cạnh, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay về tay hắn, hắn nhìn về phía xa, người đàn ông trung niên đó vẫn còn đang đại chiến với Vũ Vương, hơn nữa trận chiến còn ngày càng kịch liệt. Ánh mắt Diệp Huyên rất nóng bỏng. Đây mới thật sự là cường giả siêu cấp. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn Thị Ly bên cạnh, Thị Ly cô nương, theo ta được biết, người thứ nguyên không thể ra tay ở vũ trụ bình hành của chúng ta, mà chúng ta lại có thể ra tay ở chỗ của bọn họ sao? Thị Ly gật đầu, có thể. Diệp Huyên sửng sốt. Thị Ly cười nói, ngươi biết cổ thiên đế ký hiệp ước với vũ trụ thứ nguyên, nhưng có lẽ ngươi không biết đó là hiệp ước gì. Diệp Huyên gật đầu, mong cô nương có thể giải thích. Thị Ly nhìn về phía xa, nét mặt rất bình tĩnh, đối với vũ trụ thứ nguyên, đó chính là một hiệp ước bất bình đẳng. Vì trong hiệp ước có một điều đó là người của bọn họ không thể ra tay ở vũ trụ bình hành của chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể ra tay ở vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, bọn họ vẫn chịu ký. Thị Ly cười đáp, bạn họ không dám không ký. Năm đó cổ thiên để tấn công đến vũ trụ thứ nguyên 9, nếu không ký. Ông ấy sẽ đánh tan toàn bộ vũ trụ thứ nguyên 9, khiến cả vũ trụ thứ nguyên sụp đổ, trở nên hỗn loạn. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ở cổ hoang, cổ thiên đế chính là thần. Ông ấy đã giành lấy tôn nghiêm,
còn có hòa bình và thời gian cho chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Thị Ly lại nói, sau khi Cổ Thiên Đế chết, vũ trụ bình hành chúng ta và vũ trụ thứ nguyên bắt đầu phát triển trong hòa bình. Trong quá trình đó, chúng ta cũng sẽ hợp tác với vũ trụ thứ nguyên, vì chúng ta cần thứ nguyên tinh của họ, mà họ cũng cần một vài thứ của vũ trụ bình hành. Cho nên, hai bên đều có được thứ mình muốn. Đương nhiên hai bên vẫn thù địch nhau, bọn họ chưa từng thích chúng ta, mà chúng ta cũng chưa từng thích bọn họ. Diệp Huyên trầm giọng nói, Cổ Thiên Đế đã chết, vì sao bọn họ vẫn bị hiệp ước đó hạn chế? Thị Ly cười giải thích, vì hiệp ước đó là do Thánh Vương Điện ở vũ trụ thứ nguyên 9 của bọn họ dùng thần hồn ra thể, nếu vi phạm, thần hồn của 9 Thánh Vương sẽ tan biến, hơn nữa vũ trụ thứ nguyên 9 cũng sẽ sụp đổ, hóa thành hư vô. Diệp Huyên im lặng. Thề. Hắn chợt nhớ hắn cũng rất hay thề thốt. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, hơn nữa, vũ trụ bình hành hiện tại cũng không quá yếu. Sau trận chiến năm đó, dù các thế lực lớn ở vũ trụ bình hành bắt đầu tranh giành truyền thừa của Cổ Thiên Đế, nhưng mọi người cũng có một quy định bất thành văn, đó là nếu vũ trụ thứ nguyên xâm lược, 10 thế lực đứng đầu cổ hoang phải hợp tác chống địch. Chúng ta có thể nội loạn, nhưng một khi có kẻ thù xâm lược, chúng ta phải liên thủ. Diệp Huyên gật đầu, thì ra là như thế. Nói xong, hắn hơi tò mò hỏi, cô biết Diệp tộc, đúng không? Thị Ly nhìn Diệp Huyên, đừng nói với ta ngươi là người của Diệp tộc đấy. Ông lão sau lưng Thị Ly cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sắc mặt hơi thay đổi, có khi nào người này thật sự là người của Diệp tộc không? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, dù ta cũng họ Diệp, nhưng không phải người của Diệp tộc. Đương nhiên hắn cũng không cần thiết phải giả mạo người của Diệp tộc. Thị Ly gật đầu, đương nhiên ta biết Diệp tộc, bọn họ là thế lực đứng đầu cổ hoang hiện tại, đương nhiên là từ trước đến giờ vẫn thế. Mà bọn họ cũng là thế lực mà vũ trụ thứ nguyên kiêng rẻ nhất. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, bây giờ vũ trụ bình hành đã có thể chống lại vũ trụ thứ nguyên đúng không? Nhưng Thị Ly lại lắc đầu, không thể chống lại vũ trụ thứ nguyên 9, nếu Thánh Vương Điện ra tay, chúng ta. Nói đến đây, nàng ta im lặng. Năm đó, chỉ có Cổ Thiên Đế mới có thể chống lại bọn họ, mà bây giờ Cổ Thiên Đế đã chết, một khi Thánh Vương Điện ra tay, dù là Diệp tộc cũng không thể làm gì được. Diệp Huyên nhìn Thị Ly, không nói gì. Rất rõ ràng, vũ trụ bình hành hiện tại có thể chống lại vũ trụ thứ nguyên đều là vì hiệp ước của Cổ Thiên Đế và vũ trụ thứ nguyên năm đó. Nhưng trực giác nói với hắn, Cổ Thiên Đế đã chết, vũ trụ thứ nguyên chắc chắn sẽ không bị một hiệp ước giữ chân. Nếu không chẳng phải sẽ khó chịu lắm sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên sa sầm mặt. Chết tiệt! Hắn mới đến cổ hoang, đừng nói sẽ lập tức gặp phải chuyện vũ trụ thứ nguyên làm trái hiệp ước nhé. Chủ nhân của bút đại đạo có đang gài hắn nữa không? Có cần gọi Thanh Nhi chém chết tên chết tiệt đó không? Chủ nhân bút đại đạo. Trong lúc Diệp Huyên đang nói chuyện với Thị Ly, hơn 100 cường giả siêu cấp trước đó đã quay lại. Tất cả mọi người đều cung kính thi lễ với Thị Ly. Thị Ly nhìn về phía sâu trong tinh không xa xôi, tam thúc, được rồi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên kia đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn Vũ Vương phía xa, nở một nụ cười khinh thường, Vũ Vương, đây là cái giá phải trả vì không giữ chữ tín. Rõ ràng đã nói là ký kết hiệp ước nghìn năm, mà ông lại đột nhiên đổi ý, nếu đã như thế, thì mọi người cùng mất cả chỉ lẫn trải đi. Nét mặt Vũ Vương rất dữ tợn, ông ta đang cực kỳ tức giận. Người đàn ông trung niên lại cười khinh thường, xoay người biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, ông ta đã đứng trước mặt Thị Ly, đi thôi. Thị Ly gật đầu, cả nhóm người bèn muốn rời đi, nhưng nghĩ đến điều gì, Thị Ly đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người có muốn suy nghĩ thêm về đề nghị của ta khi nãy không? Diệp Huyên thoáng sửng sốt. Sau đó cười nói, cảm ơn ý tốt của Thị Ly cô nương, nhưng ta thật sự thích tự do. Thị Ly đáp, được, vậy Diệp công tử, cậu đi trước đi. Diệp Huyên gật đầu, Thị Ly cô nương, có cơ hội đến Thư viện Quan Huyên làm khách nhé. Thư viện Quan Huyên. Thị Ly gật đầu, được. Diệp Huyên cười nói, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm, lập tức biến mất, khi xuất hiện một lần nữa. Hắn đã quay lại vũ trụ bình hành. Thấy Diệp Huyên cứ thế rời khỏi vũ trụ thứ nguyên, nhóm người Thị Ly đều sửng sốt. Lúc này,
người đàn ông trung niên ở bên cạnh cất lời, nhà đầu, thiếu niên kia là. Thị Ly khẽ mỉm cười, một người mới quen. Người đàn ông gật đầu, người này có khí chất không tầm thường, không đơn giản đâu. Thị Ly cười đáp, đúng thế, hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi, chúng ta đi thôi. Cả nhóm người nhanh chóng biến mất ở phía xa. Sắc mặt Vũ Vương vô cùng u ám, không biết ông ta đang nghĩ gì. Diệp Huyên trở lại Quan Huyên Thành, vừa về đến nơi, Tần Quan đã xuất hiện trước mặt hắn. Tần Quan nhìn lên hư không, sau đó hỏi, người đi đến vũ trụ thứ nguyên à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tần Quan cười hỏi, có phát hiện được gì không? Diệp Huyên trầm giọng nói, vũ trụ kia không giống vũ trụ này của chúng ta cho lắm. Tần Quan gật đầu, đúng thế, cấu tạo không gian của nơi đó cao cấp hơn chỗ chúng ta rất nhiều. Ngoài ra, cách tu luyện của bạn họ cũng không giống với chúng ta cho lắm, đương nhiên tuy cách tu luyện khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hỏi, cô có biết thị tộc không? Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, đương nhiên, bọn họ là một trong 10 thế lực đứng đầu cổ hoang. Diệp Huyên cười nói, ta gặp một người thị tộc ở thứ nguyên giới, ta phát hiện bọn họ dám tấn công một vị vương của vũ trụ thứ nguyên một. Tần Quan lắc đầu cười khẽ, rất bình thường, thật ra chỉ có vũ trụ thứ nguyên trên 7 mới có thể khiến 10 thế lực lớn phải kiêng dè thôi. Nói đến đây, nàng ta thoáng im lặng, sau đó mới tiếp tục, thật ra đây không phải chuyện tốt lành gì. Vì bây giờ sở dĩ vũ trụ thứ nguyên dễ dàng tha thứ cho vũ trụ bình hành này là vì hiệp ước của cổ nguyên đế vã vũ trụ thứ nguyên 9, nếu không vì bị hiệp ước hạn chế, e rằng vũ trụ thứ nguyên đã san bằng vũ trụ bình hành từ lâu rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng hiệp ước kia sẽ không giới hạn người ta cả đời, đúng không? Tần Quan gật đầu, người của vũ trụ bình hành vì hiệp ước đó mà ngày càng hành động không kiêng nể gì với vũ trụ thứ nguyên, nếu cổ thiên đế còn sống thì được. Nhưng vấn đề là cổ thiên đế đã chết rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn lắc đầu, cười nói, mặc kệ đi. Dù gì cũng không liên quan đến chúng ta. Tần Quan gật đầu, đang định cất lời thì chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Thấy người đàn ông trung niên này, Tần Quan chợt nhíu mày. Diệp Huyên hỏi, cô biết ông ta à? Tần Quan gật đầu, sáng nay người này vẫn luôn quanh quẩn ở ngoại thành, không rõ mục đích. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, lúc này, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện một đám cường giả, khoảng hơn 100 người. Tần Quan nhíu mày, bọn họ muốn công thành. Công thành. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ muốn tranh giành địa bàn của chúng ta. Tần Quan gật đầu, nhìn tình hình này thì có lẽ là thế. Nhưng ta cảm thấy có lẽ bọn họ có liên quan với người phụ nữ trước kia. Diệp Huyên hít mắt, người phụ nữ của vũ trụ thứ nguyên à. Tần Quan gật đầu, cười nói, xem ra lúc trước ta để lộ độ dầu nên đã kéo đến nguy cơ rồi. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, người đàn ông trung niên kia đột nhiên cười nói, ngươi là Tần Quan đúng không? Tần Quan gật đầu. Người đàn ông trung niên cười to, có người bảo chúng ta đến lấy mạng ngươi. 10 viên thứ nguyên tinh thượng đẳng. Cái mạng này của ngươi đúng là đáng tiền, ha ha. Tần Quan đang định đáp lời thì Diệp Huyên đột nhiên nâng ngón cái. Vụt. Kiếm rời khỏi vỏ. Chân trời phía xa, người đàn ông trung niên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một thanh kiếm xuyên thủng qua giữa chân mày. Oanh. Một dòng máu tươi bắn ra mấy chục trượng. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên tường thành. Diệp Huyên chắp ngón tay chém xuống. Xoẹt. Người đàn ông trung niên vừa nói chuyện lập tức rơi đầu. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, chân trời phía xa, sắc mặt mấy cường giả thoáng chốc thay đổi, người dẫn đầu nổi giận nói, giết hắn. 10 viên thứ nguyên tinh thượng đẳng. Giọng nói vừa vang lên, hơn 100 cường giả lập tức xông về phía Diệp Huyên. Nơi chân trời, nét mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Lạnh lùng chém ra một kiếm. Đạo pháp trận. Một kiếm chém ra, kiếm khí phá không bay lên, chém thẳng hàng triệu dặm. Oanh. Trong nháy mắt, hơn 100 cường giả trước mặt Diệp Huyên lập tức bị giết sạch, trước mặt Diệp Huyên xuất hiện một vết kiếm khổng lồ dài đến triệu dặm. Chiêu kiếm này khiến cường giả trong phạm vi 10 triệu dặm đều khiếp sợ,
đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Quan Huyên Thành. Là ai? Trong mắt mọi người tràn đầy nỗi khiếp sợ. Trên bầu trời của Quan Huyên Thành, Diệp Huyên cất kiếm, sau đó xoay người trở lại trên tường thành. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, cười nói, lợi hại. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thao tác căn bản. Tần Quan cười ha ha. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, chúng ta phải khiến các thế lực xung quanh khiếp sợ, nếu không những phiền phức thế này sẽ không ngừng kéo đến. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, cô chuẩn bị vũ khí xong chưa? Tần Quan cười đáp, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, vũ khí của cô có thể tấn công xa nhất là bao nhiêu? Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó đáp, có thể từ vũ trụ Quan Huyên đánh tới nơi này, nhưng vẫn chưa đủ, vũ trụ Quan Huyên không lớn như vũ trụ này, vì thế, vũ khí của ta mang đến đây chỉ có thể bao phủ được 1/10 cổ hoang thôi. Diệp Huyên nhíu mày, có thể bao phủ 1/10. Tần Quan gật đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, cổ hoang này thật sự quá rộng lớn. Rộng lớn đến mức người không thể nào tưởng tượng nổi, vũ trụ Quan Huyên của chúng ta ở nơi này thật sự còn không bằng một hạt cát. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan cười nói, yên tâm đi, trình độ khoa học kỹ thuật của ta sắp đột phá một lần nữa, khi đó, vũ khí của ta sẽ thăng cấp, đến lúc đó, nó sẽ bao trùm được một nửa cổ hoang. Một nửa cổ hoang. Diệp Huyên gật đầu, được. Vũ khí của Tần Quan vẫn khá là đáng sợ, đừng nói đến người khác, dù là hắn cũng có hơi kiêng dè. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, tiểu quan, sau này cô có thể nghiên cứu vũ khí công kích cá nhân không? Dù sức sát thương của vũ khí đoàn thể rất lớn, nhưng cũng dễ tổn thương người vô tội. Đúng như lời hắn nói, sức sát thương gây ra bởi vũ khí của Tần Quan thật sự quá lớn. Một quả bom không chỉ chết mấy chục nghìn người, có thể là mấy chục triệu thậm chí là hơn 100 triệu người. Có vài người đáng chết, nhưng cũng có vài người không đáng chết mà. Mục đích của hắn khi xây dựng thư viện chính là mở đầu thịnh thế, chứ không phải là giết chóc. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tần Quan gật đầu, ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Yên tâm, ta đã bắt đầu nghiên cứu vũ khí công kích cá nhân rồi, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người vô tội. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan lắc đầu, có lẽ vũ khí của ta bây giờ có quá nhiều khuyết điểm, không thể khống chế được lực lượng phát ra, không giống với muội muội của ngươi, chém xuống một kiếm, muốn diệt tộc chính là diệt tộc, muốn diệt vũ trụ thì diệt vũ trụ, nàng có thể khống chế lực lượng tùy theo ý mình. Thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Diệp Huyên cười nói, ta cũng hâm mộ, ha ha. Tần Quan đang định đáp lời thì nàng ta và Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi chân trời xa xôi, có một ông lão đang đưa mắt nhìn xuống bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Tần Quan đột nhiên nói, là người của Đại Thiên Thành. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tần Quan, Đại Thiên Thành. Tần Quan gật đầu, cách chúng ta khoảng triệu dặm, cũng là thế lực đến từ bên ngoài. Bỏ ra 100 cay 1000 đắng mới giành được Đại Thiên Thành kia, lấy được một cứ điểm. Nói xong, nàng ta lắc đầu cười khẽ, dưới tình huống bình thường, bọn họ vừa mới đứng vững, không thể nào đến đối đầu với chúng ta được, chỉ có một cách giải thích, vẫn là nữ nhân của vũ trụ thứ nguyên ban đầu kia. Cô ả váy trắng đó. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Tần Quan lại nói, ả thấy ta có 10 viên tinh vương, chắc chắn đoán rằng ta còn có nhiều thứ nguyên tinh hơn. Vì thế mới muốn giết ta. Diệp Huyên hỏi, có thông tin về nữ nhân kia không? Tần Quan lắc đầu, chưa từng điều tra. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên rung động, một khắc sau, một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ chậm rãi bay đến. Lại tới gây chuyện rồi. Diệp Huyên và Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chiếc tàu vũ trụ kia chậm rãi đáp xuống. Ông lão ở chân trời cách đó không xa lập tức tỏ vẻ kích động, sau lưng ông ta có một đám cường giả dần xuất hiện. Muốn ra tay rồi. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn chiếc tàu vũ trụ kia, lúc này, một cô gái chậm rãi xuất hiện. Chính là cô gái trước kia. Phía xa, ông lão đột nhiên cung kính nói, bái kiến Trương quản sự. Dứt lời, những người sau lưng ông ta cũng đồng loạt hành lễ. Cô ả váy trắng nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, ả ta nở một nụ cười lạnh lùng, lúc này,
Diệp Huyên trên tường thành đột nhiên biến mất, một khắc sau, con người của cô ả váy trắng chợt co lại, đang định rút lui. Phập, kiếm Thanh Huyên xuyên thủng giữa chân mày ả ta. Diệp Huyên nhìn cô ả váy trắng đang tỏ vẻ ngạc nhiên trước mắt, cô thích gây chuyện đúng không? Cô còn không biết ta là ai đã dám gây chuyện với ta. Ai cho cô cái gan đó vậy? Chủ nhân của bút đại đạo à? Chủ nhân bút đại đạo, cô ả váy trắng nhìn Diệp Huyên, giết ta, ta sẽ tiêu diệt thập tộc của ngươi. Nghe thấy lời của cô ả váy trắng, sao Diệp Huyên có thể nhẫn nhịn được? Hắn đâm tới một kiếm. Vụt. Cái đầu xinh đẹp của cô ả váy trắng lập tức rơi xuống, máu tươi bắn xa mấy trượng, cực kỳ đẫm máu. Giết rồi. Cái đầu vừa rơi xuống của cô ả váy trắng mở to mắt, trong mắt đầy sự khó tin. Ả ta không ngờ rằng một kiếm tu nhỏ bé thế này lại thật sự dám giết ả ta. Cũng không hỏi lai lịch của ả ta. Còn chẳng thèm để tâm ả ta có chỗ dựa hay không. Qua loa như thế à? Bên kia, đám cường giả chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào cũng hóa đá. Một kiếm. Trương quản sự này cứ thế bị giết chết bằng một kiếm. Mẹ kiếp. Ông lão áo bào đen dẫn đầu nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, mà lúc này, Diệp Huyên cũng xoay người nhìn ông ta. Hai mắt nhìn nhau. Không có tình cảm mãnh liệt, chỉ có sát khí lạnh như băng. Nhìn thấy sát khí trong mắt Diệp Huyên, ông lão áo đen thoáng chốc giật mình, vội vàng chắp tay, vị công tử này, tại hạ là Trương Việt phó thành chủ Đại Thiên Thành, được biết công tử tiến vào cổ hoang, hôm nay đặc biệt đại diện Đại Thiên Thành đến chúc mừng Diệp công tử. Chúc mừng. Nghe thấy lời của Trương Việt, Diệp Huyên nhìn lão ta, không nói một lời. Nhìn thấy cảnh này, Trương Việt lập tức đổ mồ hôi, đang định cất lời thì Diệp Huyên chợt nói, ông có biết ta phát triển bằng cái gì không? Trương Việt thoáng sửng sốt, lúc này, Diệp Huyên lại nói, chính là dựa vào cách ăn nói. Nghe vậy, con người của Trương Việt co lại, một khắc sau, sắc mặt lão ta chợt trở nên dữ tợn, người muốn cá chết lưới rách à? Đại Thiên Thành ta không sợ ngươi đâu, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ong. Một tiếng kiếm minh vang vọng đến tận chân trời. Thấy Diệp Huyên ra tay, Trương Việt nổi giận, lập tức siết chặt tay phải, một lực lượng đáng sợ ngưng tụ từ trong nắm đấm của lão ta. Lão ta muốn ra tay, nhưng lúc này, một thanh kiếm đã xuyên thủng qua giữa chân mày lão ta. Phập. Trương Việt bị chiêu kiếm này cố định. Lão ta sửng sốt. Diệp Huyên chém kiếm Thanh Huyên xuống. Xoẹt. Trương Việt còn chưa kịp phản ứng đã bị chém rơi đầu. Sau đó, Diệp Huyên lại chém một kiếm về phía trước. Đạo pháp trận. Chiêu kiếm chém ra, thẳng thừng tiêu diệt các cường giả trước mặt hắn, mà kiếm khí cũng không biến mất, nó di chuyển cả triệu dặm, đi thẳng đến Đại Thiên Thành. Oanh. Toàn bộ Đại Thiên Thành lập tức bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên bổ đôi. Người bên trong Đại Thiên Thành ngơ ngác. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên bay lên cao từ trong Đại Thiên Thành, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, lập tức nhìn đến Diệp Huyên trên tường thành Quan Huyên. Hai đôi mắt chạm vào nhau. Người đàn ông trung niên chính là Trương Tiêu Thành chủ Đại Thiên Thành. Trên tường thành, tần quan bên cạnh Diệp Huyên chợt cất lời, tiểu huyên tử, đừng quan tâm đến bọn họ. Chúng ta. Tần quan còn chưa nói xong. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa thì đã đến Đại Thiên Thành kia. Tần quan sửng sốt. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên quay lại Quan Huyên Thành, mà lúc này, hắn cầm kiếm bằng tay phải, tay trái thì xách một cái đầu đầm đìa máu tươi. Chính là đầu của Trương Tiêu. Diệp Huyên ném cái đầu đó sang một bên, sau đó nói, diệt cỏ tận gốc. Nói xong, hắn cất kiếm Thanh Huyên, đi về phía xa. Tần quan đứng ở chỗ cũ chớp mắt, sau đó nói, diệt cỏ tận gốc, người đâu, đi tiếp quản Đại Thiên Thành, hì hì. Diệp Huyên trở lại tiểu tháp. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Quanh người hắn tản ra một kiếm ý mạnh mẽ. Kiếm ý nhân gian. Bây giờ mỗi ngày kiếm ý nhân gian của hắn đều trở nên mạnh hơn nữa còn không giống với trước kia. Tốc độ phát triển của kiếm ý nhân gian hiện tại hơi nhanh quá. Rất rõ ràng số người của các thư viện Quan Huyên ở vũ trụ Quan Huyên càng ngày càng nhiều.
vì kiếm ý nhân gian của hắn được chuyển hóa từ tín ngưỡng chi lực. Ngoài kiếm ý nhân gian, sau khi huyết mạch chi lực của hắn đột phá, huyết mạch chi lực của hắn cũng mạnh một cách khác thường, trong lúc đánh nhau với kẻ thù, chỉ cần sử dụng một chút huyết mạch phong ma, uy lực của kiếm trong tay hắn sẽ tăng lên ít nhất gấp mấy lần. Có thể nói, bây giờ dù cường giả vô tâm cảnh cũng chỉ là một con kiến trước mặt hắn. Dù đối diện với Bỉ Ngạn cảnh, hắn cũng không hề thua kém chút nào. Đương nhiên Diệp Huyên cũng không hài lòng vì chuyện này. Cổ hoang rộng lớn, yêu nghiệt cường giả nhiều không đếm xuể, hắn vẫn chưa tự tin dám nói bản thân vô địch trong thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên hắn cũng không yếu hơn bất cứ ai. Mà bây giờ, mục tiêu của hắn chính là vô tâm cảnh. Muốn đạt đến vô tâm cảnh thì phải lấy vũ trụ thứ nguyên một làm môi giới, thu nhận lực lượng từ vũ trụ thứ nguyên hai. Việc này còn khó hơn việc vũ trụ bình hành nhận lấy lực lượng ở vũ trụ thứ nguyên một không chỉ trăm lần, vì nếu muốn nhận lực lượng từ vũ trụ thứ nguyên hai thì nhất định phải kiểm soát được vũ trụ thứ nguyên một trước. Mà rất nhiều người cả đời cũng không thể, cũng không dám tiến vào vũ trụ thứ nguyên một. Vì sao lại có nhiều người đến cổ hoang như thế? Vì sao cường giả cổ hoang lại nhiều hơn vũ trụ bên ngoài? Chính là vì một vài thế lực của vũ trụ cổ hoang không sợ vũ trụ thứ nguyên 1 và vũ trụ thứ nguyên 2, bọn họ có cách tiến vào vũ trụ thứ nguyên 1 và vũ trụ thứ nguyên 2. Vị trí thật sự rất quan trọng. Rất nhiều thế lực ở vũ trụ bên ngoài đi đến cổ hoang là muốn mượn vị trí này, mà 10 thế lực lớn của cổ hoang cũng chưa từng từ chối những thế lực bên ngoài đến nơi này. Vì bọn họ muốn lựa chọn thiên tài yêu nghiệt từ trong những thế lực bên ngoài kia. Dù thật sự rất ít, vì nhiều lúc, ở trong mắt bọn họ, thiên tài yêu nghiệt bên ngoài thật sự chưa được xem là thiên tài yêu nghiệt, chỉ có thể chấp nhận một cách miễn cưỡng thôi. Yêu cầu của bọn họ luôn vô cùng cao. Dù rất hiếm khi gặp phải một yêu nghiệt đặc biệt, nhưng một khi gặp phải cũng giống như phát hiện một kho báu, chỉ cần bồi dưỡng, sau này người đó sẽ là một chiến binh hàng đầu. 10 thế lực lớn ở cổ hoang đều chú trọng phát triển nhân tài. Đương nhiên là trừ Diệp tộc. Diệp tộc chưa bao giờ tuyển người ngoài, vì thiên tài và yêu nghiệt trong tộc của bọn họ chính là một kiểu mẫu. Đây là một gia tộc cực kỳ kiêu ngạo. Sau khi đến cổ hoang, Diệp Huyên cũng biết rất nhiều chuyện của cổ hoang, vì tần quan có một hệ thống tình báo cực kỳ đáng sợ. Sau khi tĩnh dưỡng một lát, Diệp Huyên đi tới vũ trụ thứ nguyên một. Sau khi tiến vào vũ trụ thứ nguyên một, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn muốn cảm nhận vũ trụ thứ nguyên hai. Tiếc là cảm nhận một lúc lâu mà vẫn chẳng cảm nhận được gì. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một tia kiếm bay ra. Xoẹt! Sát na vô địch! Hắn thi triển sát na vô địch ở vũ trụ thứ nguyên một là vì muốn xem thử mình có thể đi vào vũ trụ thứ nguyên hai hay không. Mà Diệp Huyên vốn chỉ thử một chút lại trở nên ngơ ngác. Vì hắn phát hiện, hắn đã không còn ở vũ trụ thứ nguyên một nữa. Vũ trụ thứ nguyên hai, Diệp Huyên sững sốt, thật sự làm được à? Mẹ kiếp, lúc này, hắn chợt phát hiện kiếm kỹ phụ thân cho hắn đáng sợ đến mức nào. Diệp Huyên hưng phấn không thôi. Lúc này, một hơi thở đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một khắc sau. Một ông lão vũ trụ thứ nguyên hai đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn không xa. Nhìn thấy người này, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Người bảo vệ vũ trụ thứ nguyên hai. Ông lão nhìn Diệp Huyên lệnh thứ nguyên. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó đáp, quên mang theo. Ông lão híp mắt, người không có lệnh thứ nguyên, sao có thể tiến vào thế giới này với cảnh giới không cảnh phá tâm. Nói xong, một khí thế đáng sợ bao phủ lấy Diệp Huyên. Khí thế này nối tiếp nhau, chèn ép đến mức người ta thấy khó thở. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, ông có biết vô biên chủ không? Vô biên chủ. Ông lão thoáng sửng sốt, sau đó thu hồi khí thế của mình, ông ta nhìn Diệp Huyên, người biết ông ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão trầm giọng nói, người và ông ta có quan hệ thế nào? Diệp Huyên cười đáp, không có quan hệ gì quá thân thiết. Nghe vậy, ông lão cau mày. Không có quan hệ quá thân thiết. Thế là có ý gì? Trong lời nói của người này có hàm ý gì khác sao? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, người đi đi. Lần sau nếu không có lệnh thứ nguyên thì đừng tự tiện xông vào thứ nguyên giới. Lệnh thứ nguyên.
Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, lệnh thứ nguyên là gì? Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nghiêm túc nói, lúc ta đi theo Vô Biên Chủ, ông ta chưa từng nhắc đến với ta. Hắn cũng không nói dối, Vô Biên Chủ đúng là chưa từng nói với hắn. Vô Biên Chủ. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đi đi. Diệp Huyên gật đầu, cũng không dây dưa thêm, hắn xoay người biến mất. Ông lão đứng tại chỗ nhíu chặt mày, Vô Biên Chủ. Trong giọng nói lộ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên trở lại Quan Huyên Thành, vừa trở lại, Tần Quan đã xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn hắn, người đi đến vũ trụ thứ nguyên 2 rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan liếc hắn, ngươi không có lệnh thứ nguyên, đi đến đó làm gì? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, lệnh thứ nguyên là gì? Tần Quan giải thích, lệnh thứ nguyên chính là giấy thông hành ở vũ trụ thứ nguyên, có nó mới có thể tiến vào vũ trụ thứ nguyên 2, mỗi lần đi lên mỗi một vũ trụ thứ nguyên đều phải có lệnh thứ nguyên. Nói một cách đơn giản, chỉ khi có lệnh thứ nguyên mới có thể phát triển, và chỉ khi người đi vào vũ trụ thứ nguyên, người mới có thể lấy được nhiều nguyên lực hơn. Diệp Huyên nhíu mày, có nghĩa là nếu chúng ta muốn nâng cao thực lực thì phải có được sự đồng ý của vũ trụ thứ nguyên à? Tần Quan gật đầu, có thể nói như thế. Bây giờ còn đỡ, rất lâu trước đây, hoàn toàn không có cơ hội nâng cao thực lực, vì vũ trụ thứ nguyên chưa từng quan tâm đến vũ trụ bình hành. Đó cũng là lý do Diệp tộc và Cổ Nguyên Đế chinh chiến vũ trụ thứ nguyên. Sau đó, trong hiệp ước của Cổ Thiên Đế và vũ trụ thứ nguyên có một khoản chính là hàng năm vũ trụ thứ nguyên đều phải phát lệnh thứ nguyên cho vũ trụ bình hành, người có lệnh thứ nguyên có thể tiến vào vũ trụ thứ nguyên để tu luyện. Dứt lời, nàng ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, mà lệnh thứ nguyên gần như đều nằm trong tay 10 thế lực lớn. Thỉnh thoảng có lệnh thứ nguyên bán ra ngoài cũng có giá trên trời, thế lực bình thường hoàn toàn không mua được. Vì thế, rất nhiều thế lực chỉ có thể phụ thuộc vào 10 thế lực lớn để tăng cơ hội nâng cao thực lực. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, nếu vậy thì cách đều nâng cao thực lực đều nằm trong tay 10 thế lực lớn này rồi. Tần Quan gật đầu, sau đó, nàng ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài màu xanh trong chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, lệnh thứ nguyên. Tần Quan gật đầu, mua cho ngươi đấy. Diệp Huyên im lặng nhìn lệnh thứ nguyên trước mặt. Có thể nói, tâm trạng của Diệp Huyên lúc này rất phức tạp. Đường tắt để tu luyện. Hắn vốn cho rằng người bình thường chỉ cần cố gắng sẽ có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng bây giờ xem ra hắn còn rất ngây thơ. Một người không quyền không thế không bối cảnh, muốn nghịch thiên cải mệnh thật sự vô cùng khó khăn. Tần Quan khẽ mỉm cười, đừng suy nghĩ nhiều thế. Dù là vũ trụ bình hành hay vũ trụ thứ nguyên, chúng ta cũng phải từ từ thay đổi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, thay đổi toàn bộ vũ trụ bình hành và vũ trụ thứ nguyên. Tần Quan gật đầu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người có tự tin không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi. Tần Quan khẽ mỉm cười, nặng nề và xa vời lắm. Diệp Huyên cười nói, cùng nhau cố gắng. Tần Quan gật đầu. Như nghĩ đến điều gì? Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, có lẽ người của Trương Quản sự, cũng là cô ả váy trắng kia muốn đến gây chuyện với chúng ta. Nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, trước đó khi hắn giết chết cô ả váy trắng cũng đã đoán được phiền phức sau này rồi. Thế thì sao chứ? Lúc này, chân trời đột nhiên rung động dữ dội, sau đó, một khe hở khổng lồ xuất hiện, phía sau khe hở có một người thứ nguyên bước ra. Diệp Huyên nhìn Tần Quan. Cười nói, người thứ nguyên không thể ra tay ở nơi này, đúng không? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Cho nên ngươi có thể đấu văn với bọn họ. Đấu văn, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Phía chân trời người thứ nguyên đó nhìn xuống Diệp Huyên và Tần Quan bên dưới, trong mắt là sát khí lạnh lẽo. Diệp Huyên không hề yếu thế đối mặt với đối phương. Người thứ nguyên cất lời, ai cho ngươi can đảm dám giết chết người của thứ nguyên tộc ta vậy? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, ta không muốn thảo luận đúng sai với các người, cũng không muốn thảo luận về nguồn cơn sự việc. Vì ta biết những điều đó đều không hề có ý nghĩa, các người sẽ không nghe, cũng sẽ không nói phải trái với chúng ta, nếu đã thế, các người muốn đánh thì cứ ra tay đi, còn nếu không thì mau cút. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, người thứ nguyên đó lập tức híp mắt lại. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy, nói năng hùng hồn thật. Sau đó, thời không nơi chân trời xa xa chợt nứt ra,
một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi bước đến. Tần quan nhìn người đàn ông, sau đó nói, Khâu gia cổ thành. 10 triệu năm trước Khâu gia đến cổ hoang, cũng đã đứng vững chân ở nơi này, dù đến nay vẫn chưa hoàn toàn có thể tiến vào khu vực trung tâm của cổ hoang, nhưng bọn họ đã phát triển 10 triệu năm, đại thiên thành kia hoàn toàn không thể sánh bằng. Hơn nữa, bọn họ còn là thế lực phụ thuộc tiêu tộc một trong 10 siêu thế lực, thiếu niên này tên Khâu Ngôn, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ Khâu gia, hơn nữa trước đây không lâu, hắn ta đã được tiêu tộc thu nhận làm đệ tử ngoại tộc. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đây là một người có chỗ dựa. Diệp Huyên đen mặt, cô nhìn ta làm gì? Tần quan cười hì hì, không nói gì. Khâu Ngôn ở phía xa nhìn về phía Diệp Huyên, cười nhạt, người kiêu căng thường sẽ không có kết cục tốt, ở cổ hoang này, làm người vẫn nên. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Con người của Khâu Ngôn co lại, một khắc sau, trong con người hắn ta có một tia kiếm quang lặng lẽ xuất hiện. Khâu Ngôn thầm thấy sợ hãi, hắn ta nâng cánh tay phải lên chắn trước mặt. Vụt! Một thanh kiếm xuyên qua cánh tay phải của Khâu Ngôn, sau đó từ cánh tay phải đâm vào giữa chân mày của hắn ta. Oanh! Khâu Ngôn lập tức bị cố định lại tại chỗ. Khâu Ngôn sửng sốt. Ông lão của vũ trụ thứ nguyên nơi chân trời cũng thế. Cái quái gì vậy? Đây là kẻ thô lỗ đến từ đâu vậy? Hành động hoàn toàn không để tâm đến hậu quả ư. Diệp Huyên nhìn Khâu Ngôn, ta hỏi ngươi một câu, chỉ một câu thôi, Khâu gia của ngươi muốn dính dáng vào chuyện giữa ta và Trương quản sự sao? Khâu Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Khâu Ngôn gằn giọng cảnh cáo, ta là đệ tử ngoại tộc của tiêu tộc, ngươi. Diệp Huyên chắp tay chỉ về phía trước. Xoẹt, đầu của Khâu Ngôn lập tức rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Nét mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, ta ghét người đánh không lại là nhắc tới thế lực phía sau nhất. Tần quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chớp chớp mắt. Diệp Huyên liếc nàng ta, đừng chớp mắt nữa. Lông mi sắp sụng hết rồi kìa. Tần quan che miệng cười to. Oanh! Lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một khí thế cực kỳ đáng sợ kéo đến. Cường giả vô tâm cảnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía chân trời, thời không nơi chân trời lại nứt ra một lần nữa, sau đó, một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện. Tần quan lập tức nói, gia chủ đương nhiệm của Khâu gia Khâu Tiếu. Diệp Huyên nhìn về phía Khâu Tiếu, ông ta cũng đang nhìn hắn. Kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên. Khâu Tiếu xoay người nhìn về phía ông lão thứ nguyên nơi chân trời, ông ta cúi chào, sau đó nói, xin lỗi a trưởng lão. Chuyện này Khâu gia ta không can thiệp nữa. Vô cùng xin lỗi. Dứt lời, ông ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Không ra tay. Diệp Huyên và Tần Quan đều sửng sốt. Cứ thế đi luôn à. Tần Quan đột nhiên nhẹ giọng nói, thú vị đấy. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía ông lão thứ nguyên ở chân trời, các hạ, có muốn thương lượng một chút không? Ông lão thứ nguyên lạnh lùng đáp, không thương lượng. Tần quan lạnh nhạt cất lời, tiểu huyên tử, giết ông ta. Diệp Huyên đột nhiên biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Trong mắt ông lão thứ nguyên ở chân trời lộ vẻ dữ tợn, láo xược. Ông ta siết chặt tay phải, muốn ra tay, nhưng như nghĩ đến điều gì, ông ta chỉ có thể tránh về phía sau, lùi về thứ nguyên giới. Cuối cùng ông ta vẫn không dám. Dù là người của vũ trụ bình hành ra tay trước. Vũ trụ thứ nguyên cũng không thể ra tay ở nơi này. Đây chính là hiệp ước bất bình đẳng năm đó. Hiệp ước này chính là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn với toàn bộ vũ trụ thứ nguyên. Nhưng bọn họ lại không thể không làm theo hiệp ước này. Vì nếu người của vũ trụ thứ nguyên dám ra tay ở vũ trụ bình hành, chắc chắn sẽ bị 10 thế lực lớn bao vây tấn công. Bọn họ có thể bảo người của vũ trụ bình hành ra tay, nhưng bọn họ không thể đích thân ra tay ở nơi này. Ngoài ra, bọn họ cũng không có được sự bảo vệ của vũ trụ thứ nguyên. Sau khi cổ thiên đế chết, hiệp ước này vẫn bị vũ trụ thứ nguyên xem như một sự sỉ nhục. Tiếc là đến bây giờ bọn họ vẫn không dám làm trái lại nó. Vì lúc trước chín thánh vương đã thề độc rồi, một khi làm trái giao hẹn, thần hồn của bạn họ sẽ tan biến. Hơn nữa nghe nói đây còn không phải lời thề bình thường, có một người thần bí chứng kiến nữa. Tóm lại.
trước khi Thánh Vương Điện chưa hủy bỏ giao hẹn này, không một người thứ nguyên nào dám ra tay ở vũ trụ bình hành, mà đó cũng là lý do vì sao vũ trụ bình hành không sợ vũ trụ thứ nguyên. Sau khi quay lại thứ nguyên giới, cường giả thứ nguyên đó nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở vũ trụ bình hành với nét mặt rất dữ tợn, ngươi hãy đợi đấy. Diệp Huyên chợt cười to, đợi, cần gì phải đợi. Nói xong, hắn nhảy lên, tiến thẳng vào trong vũ trụ thứ nguyên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cường giả thứ nguyên đó lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy sự khó tin, không ngờ người này lại có thể đi thẳng đến thứ nguyên giới. Cường giả thứ nguyên kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Hắn biết, hắn chỉ có cơ hội ra một chiêu kiếm thôi. Vì hắn ra tay ở nơi này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người bảo vệ vũ trụ thứ nguyên một, vì thế, nếu không thể giết đối phương này bằng chiêu kiếm này, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên đã điều động cả tam sinh trận và đạo pháp trận cùng với kiếm ý nhân gian, ngoài ra còn có một chút huyết mạch chi lực nữa. Vì người trước mặt là cường giả vô tâm cảnh. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên chém tới, chân trời phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ, dừng tay. Sau giọng nói, một khí thế đáng sợ xuất hiện. Người bảo vệ vũ trụ thứ nguyên một. Diệp Huyên vẫn không dừng tại. Con người của cường giả thứ nguyên kia co lại, ông ta vung hai tay, những không gian thứ nguyên xung quanh ông ta lập tức biến thành những vách ngăn không gian chắn trước mặt mình. Nhưng khi kiếm Thanh Huyên chạm vào vách ngăn không gian thứ nguyên này, hắn không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể xuyên thủng. Phập! Kiếm Thanh Huyên xuyên thủng qua giữa chân mày của cường giả thứ nguyên kia. Oanh! Cường giả thứ nguyên lập tức bị kiếm Thanh Huyên cố định tại chỗ, trên mặt ông ta tràn đầy sự khó tin, sao có thể, ngươi? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên rung động dữ dội, hoàn toàn hấp thu linh hồn của ông ta, một khắc sau, Diệp Huyên xoay người biến mất. Diệp Huyên vừa biến mất, một ông lão thứ nguyên cũng đúng lúc xuất hiện. Người bảo vệ vũ trụ thứ nguyên một. Ông lão thứ nguyên một nhìn cường giả thứ nguyên vừa bị giết chết này, sắc mặt lão ta cực kỳ khó coi, lão tay xoay người nhìn xuống dưới, lập tức nhìn đến vũ trụ bình hành, khi nhìn thấy Diệp Huyên, ánh mắt lão ta cực kỳ lạnh lùng. Không ngờ người này lại dám xông vào thứ nguyên giới giết người. Đúng là không coi thứ nguyên giới ra gì. Người bảo vệ thứ nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người nhất định phải chết. Dứt lời, lão ta xoay người biến mất ở phía xa. Phải báo cáo chuyện này, vì nếu đối phương dám đến thứ nguyên giới giết người thì rất có thể là người của 10 thế lực siêu cấp, phải điều tra rõ ràng. Chỉ cần không phải người của 10 thế lực lớn thì hắn phải chết chắc. Nhưng dù là người của 10 thế lực lớn, vũ trụ bình hành cũng phải cho vũ trụ thứ nguyên một lời giải thích vì chuyện này. Lão ta là người bảo vệ thứ nguyên một, trực thuộc Thánh Vương Điện, dù chỉ là người bảo vệ thứ nguyên một, nhưng cũng là thuộc về Thánh Vương Điện. Hoặc ít hoặc nhiều, 10 thế lực lớn cũng sẽ nể mặt lão ta một chút. Mà người khi nãy lại không hề nể mặt chút nào, còn giết người trước mặt lão ta. Hiếp người quá đáng. Khâu Thành. Sau khi trở lại Khâu Thành, Khâu Tiếu đi thẳng đến đại điện của mình, có một ông lão đang cung kính ở bên trong. Khâu Tiếu im lặng một lát mới cất lời, Khâu Môn chết rồi. Nghe vậy, ông lão lập tức sửng sốt, sau đó sắc mặt lão ta thoáng chốc trở nên dữ tợn. Khâu Tiếu lắc đầu, quan Huyên Thành kia rất không đơn giản, đặc biệt là thiếu niên kiếm tu đó, hắn có thể giết chết Khâu Môn chỉ bằng một kiếm, chắc chắn không phải người bình thường. Ông lão trầm giọng nói, mối thù này. Khâu Tiếu lại lắc đầu một lần nữa, Khâu gia ta không thể trả thù, nhưng mà cũng không thể bỏ qua chuyện này. Dứt lời, ông ta nhìn ông lão, sau đó lạnh lùng nói, không phải Khâu Môn đã gia nhập Tiêu tộc, trở thành đệ tử ngoại tộc của Tiêu tộc rồi sao? Mà bây giờ, hắn bị người ta giết, chắc chắn Tiêu tộc sẽ không đứng nhìn. Ông đi thông báo cho Tiêu tộc một tiếng, cứ nói là Tiêu Môn chết rồi. Tiêu tộc ngại mất mặt, chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Nói xong, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, Quan Huyên Thành. Quan Huyên Thành, trên tường thành. Tần Quan đứng bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, giết người của nhà họ Khâu chắc chắn sẽ chọc giận Tiêu tộc. Ngoài Tiêu tộc, e là người của vũ trụ thứ nguyên cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Diệp Huyên mỉm cười, vậy thì có thể làm gì được? Tần Quan đáp, chiến thôi.
sợ. Cả hai người đều không sợ. Chuyện họ muốn làm không phải là chuyện đơn giản, gây thù chuốc oán là điều hết sức bình thường. Tần Quan bỗng nhiên nói, người vào thế giới thứ nguyên hai đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan, nàng ta cười nhẹ bảo, nâng cao thực lực. Nói rồi nàng ta xòe lòng bàn tay, 30 viên tinh vương xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tinh vương. Nhìn 30 viên tinh vương trước mặt, Diệp Huyên trầm mặc. Đương nhiên hắn biết thú này rất chân quý, có thể nói mỗi viên tinh vương đều có giá trị liên thành, đủ để khiến vô số người phát điên. Cho dù là Bỉ Ngạn cảnh cũng không thể từ chối thần vật này. Mà Tần Quan lại đưa cho hắn những 30 viên một lúc. Tần Quan cười bảo, một viên tinh vương có thể tăng khoảng hơn 1.000 năm tu vi, cảnh giới ngươi cần nâng cao quá nhiều, nền tảng hơi kém một chút, mấy viên tinh vương này vừa hay có thể bù đắp được cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng không từ chối mà nhận 30 viên tinh vương này, sau đó hắn nói, ta tới vũ trụ thứ nguyên 2, nếu có chuyện gì thì liên lạc với ta. Nói xong hắn ngự kiếm biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Trên tường thành, Tần Quan ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thật lâu sau nàng ta xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên đến vũ trụ thứ nguyên 1, hắn không chút do dự tiến thẳng vào vũ trụ thứ nguyên 2. Diệp Huyên nhìn xung quanh phát hiện kết cấu không gian của vũ trụ thứ nguyên 2 này hơi khác kết cấu không gian của vũ trụ thứ nguyên 1, kết cấu không gian nơi này có góc cạnh, hơn nữa còn chẳng có quy tắc gì, hắn nhìn mà thấy cực kỳ không thích ứng. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, từ từ nhắm hai mắt lại, vận dụng tâm pháp Tần Quan tặng cho mình, bắt đầu hấp thu lực lượng của vũ trụ thứ nguyên 2 này. Dần dần, vô số thứ nguyên chi lực xung quanh đều hội tụ về phía hắn. Hắn phát hiện tâm pháp Tần Quan tặng cho mình vẫn có thể hấp thu lực lượng của vũ trụ thứ nguyên 2, nhưng có hơi tốn sức một chút. Rõ ràng công pháp này cần phải cải thiện. Tuy nhiên lúc này vẫn có thể dùng tạm được. Khi thứ nguyên chi lực không ngừng chút vào cơ thể, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên bắt đầu rung lên dần dần. Thứ nguyên chi lực. Không giống lúc trước, lần này Diệp Huyên bắt đầu cẩn thận cảm nhận những thứ nguyên chi lực này. Hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là những thứ nguyên chi lực này không phải do tự thân tu luyện mà có, nó được hấp thu từ vũ trụ thứ nguyên, từ một mức độ nào đó thì chúng cũng được coi là ngoại lực. Mà nếu sau này vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ bình hành khai chiến, vũ trụ thứ nguyên đóng cửa, không cho cường giả của vũ trụ bình hành hấp thu nữa, khi đó chẳng phải cường giả của vũ trụ bình hành sẽ tê liệt luôn hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhíu mày thật chặt. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Diệp Huyên chợt gọi, tiểu tháp. Không có phản hồi. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó lại gọi, tiểu tháp, người ngủ rồi à? Tiểu tháp nhàn nhạt nói, gọi ta có việc gì? Diệp Huyên cười bảo, tiểu tháp, ngươi thử xem có thể hấp thu được thứ nguyên chi lực không? Tiểu tháp hơi khó hiểu, ta hấp thu thứ nguyên chi lực. Diệp Huyên gật đúng, đúng thế, thử xem đi. Tiểu tháp yên lặng một lúc rồi bắt đầu hấp thu thứ nguyên chi lực, chớp mắt vô số thứ nguyên chi lực đổ dồn về phía Diệp Huyên như sóng thủy triều. Đương nhiên, cuối cùng tất cả đều vào trong tiểu tháp. Thật sự có thể. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên mừng như điên. Tiểu tháp có thể hấp thu thứ nguyên chi lực, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn có thể tích trữ thứ nguyên chi lực trong thế giới của tiểu tháp, mà thế giới của tiểu tháp không nhỏ, sẽ tích trữ được bao nhiêu thứ nguyên chi lực đây? Phải biết rằng cường giả không cảnh phá tâm bình thường, cho dù tích trữ thứ nguyên chi lực cũng chỉ có thể tích trữ trong cơ thể mình, bọn họ không giống như hắn, có thể tiến sâu vào không gian vũ trụ thứ nguyên, hấp thu vô cùng vô tận. Cường giả không cảnh bình thường hấp thu thứ nguyên chi lực, không chỉ tốn kém mà còn rất khó, bởi vì bọn họ phải sử dụng vũ trụ thứ nguyên một làm cầu nối, mà muốn vũ trụ thứ nguyên một làm cầu nối thì buộc phải dung hợp làm một với vũ trụ đó. Điều này là vô cùng khó, bởi vũ trụ thứ nguyên một khác hoàn toàn với vũ trụ bình hành, bọn họ muốn dung hợp thì có thể nói là cực kỳ khó. Cũng chỉ có ở cổ hoang mới có khả năng làm được, vì ở đó có luyện thể chi pháp hoàn chỉnh, phù hợp với luyện thể chi pháp của vũ trụ thứ nguyên. Nếu không có luyện thể chi pháp thì dù ngươi có nghịch thiên hơn nữa cũng chẳng thể dung hợp được với vũ trụ thứ nguyên. Vì vậy, vô số thế lực trong vũ trụ đều muốn đến cổ hoang, đồng thời gia nhập vào 10 thế lực siêu cấp hàng đầu. Diệp Huyên và tiểu tháp điên cuồng hấp thu thứ nguyên chi lực, tiểu tháp không tu luyện,
từ khi được cải tạo, nó đã hoàn toàn từ bỏ việc tu luyện. Tu luyện cả đời không bằng được cải tạo một ngày, nó chấp nhận số phận rồi. Diệp Huyên là Kháo Sơn Vương, nó sẽ là Kháo Sơn Tháp. Có tiểu tháp giúp đỡ tích trữ, thứ nguyên chi lực của Diệp Huyên càng lúc càng nhiều, mà hắn cũng bắt đầu dùng thứ nguyên chi lực để nâng cao bản thân. Mục tiêu của hắn là không cảnh phá tâm. Mục tiêu của hắn là vô địch cùng cấp, giết kẻ trên cấp trong một giây. Thời gian từng chút trôi qua, sau khi không ngừng hấp thu thứ nguyên chi lực, khí thế của Diệp Huyên bắt đầu có sự thay đổi kinh thiên động địa. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra. Ngay lập tức, thời không xung quanh hắn hóa thành tro bụi, lệnh thứ nguyên trong tay hắn cũng biến mất cùng lúc đó. Không cảnh vô tâm. Tại thời điểm đột phá, không gian thứ nguyên trong bán kính 1 triệu dặm đã trở nên sục sôi. Động tĩnh quá lớn, Diệp Huyên chấn động, đang định lùi lại thì lúc này thời không phía xa chợt tách ra, một người đàn ông từ tốn bước đến. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông ngẩn ra, là ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi là ai? Người đàn ông nhìn hắn, Sở Thiên. Sở Thiên. Đại Sở. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười nói, oan gia ngõ hẹp à. Sở Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không ngờ ngươi lại có thể đến được vũ trụ thứ nguyên 2 này. Diệp Huyên khẽ cười, có việc gì không? Không có việc gì thì ta đi đây. Nói xong hắn xoay người định đi. Sở Thiên chợt lên tiếng, đọ sức đi. Diệp Huyên quay lại nhìn hắn ta, ngươi chắc chứ? Sở Thiên cười bảo, sao, ta sợ ngươi chắc? Diệp Huyên cười lớn, vậy thì tới đây. Phập. Dứt lời, thời không trước mặt Sở Thiên lập tức nứt ra. Một kiếm không hề báo trước. Sở Thiên hơi híp mắt, phản ứng cực nhanh, khi kiếm còn cách hắn ta nửa tấc, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ như bóng ma. Phập. Sau khi đâm kiếm vào thời không, Diệp Huyên bình tĩnh rồi đột nhiên quay người chém ra một kiếm khác. Kiếm quang vỡ vụn, thời không trong vạn dặm đều sụp đổ. Một tàn ảnh liên tục lùi lại. Tàn ảnh đó chính là Sở Thiên. Sở Thiên lùi ra cả nghìn trượng, hắn ta xòe tay phải, sau đó ấn mạnh xuống. Bùm! Trong nháy mắt, thời không kỳ dị trên đầu Diệp Huyên chợt hóa thành những trường ấn xếp chồng lên nhau rồi quét xuống, trông chúng giống như cả triệu ngọn núi khổng lồ đổ xuống. Diệp Huyên hơi nheo mắt, tay phải cầm kiếm khẽ xoay, kiếm ý nhân gian trong cơ thể dâng lên, đồng thời kiếm thanh huyên trong tay hắn cũng hóa thành kiếm quang phá không vọt đi. Mạnh mẽ đối đầu với nhau. Phập. Vô số trưởng ấn xếp chồng phá tan từng tầng, ban đầu tốc độ phá tan rất nhanh, nhưng càng về sau tốc độ càng chậm. Lúc này, Sở Thiên ở nơi xa đột nhiên dẫm mạnh chân phải. Sở Thiên thoáng chốc biến mất tại chỗ, sau một khắc, một luồng sáng trắng bắn về phía Diệp Huyên với tốc độ cực kỳ kinh người. Tốc độ thuần túy. Sức mạnh thuần túy. Những nơi luồng sáng trắng đi qua, không gian thứ nguyên mỏng như tờ giấy trắng trong nháy mắt bị xé nát. Phía xa, Diệp Huyên hơi nheo mắt, lúc này kiếm thanh huyên trong tay hắn đang chống lại vô số trưởng ấn kia. Đương nhiên hắn còn có kiếm. Diệp Huyên nhẩm niệm, một thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm huyết mạch. Huyết mạch trong cơ thể Diệp Huyên dâng trào, ngay sau đó hắn chém về phía trước. Bùm. Trong nháy mắt, thời không trước mặt Diệp Huyên nổ tung, hai người cùng lùi về phía sau. Mà trong lúc lùi về sau, 10 thanh kiếm huyết mạch đột nhiên xuất hiện xung quanh Sở Thiên một cách kỳ lạ. Sở Thiên hơi nhíu mày, bàn tay phải siết thành nắm đấm, sau đó hắn ta tung ra một trường, một luồng ánh sáng vàng vụt lên lấy hắn ta làm trung tâm. Trong nháy mắt, 10 thanh huyết kiếm bị ánh sáng vàng này hất văng, nhưng không bị vỡ. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Sở Thiên hiện lên sự kinh ngạc. Lúc này 10 thanh kiếm lại tự chém về phía hắn ta, cùng lúc đó, Diệp Huyên ở phía xa cũng biến mất. Phập. Thời không xung quanh đỉnh đầu Sở Thiên nứt ta 11 vết nứt. 11 thanh kiếm. Con người Sở Thiên co rút, hai tay hắn ta hạ xuống, quy tịch. Đoàng. Trong phút chốc, một luồng sáng đen bộc phát ra từ cơ thể hắn ta, thời không thứ nguyên bán kính triệu dặm xung đều hóa thành tro tan. Diệp Huyên trở lại chỗ cũ, một luồng sức mạnh đáng sợ tấn công về phía hắn, nhưng đã bị kiếm ý nhân gian của hắn chặn lại.
xa xa, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, hắn ta xòe tay, miệng niệm văn tự cổ, dần dần vũ trụ thứ nguyên hai bắt đùa rung lên. Đoàng! Đột nhiên, thời không trên đầu Diệp Huyên tách ra, sau một khắc, vô số ánh sáng màu đen đáng sợ đổ ập xuống Diệp Huyên bên dưới như sóng thủy triều. Đùng đoàng! Vũ trụ thứ nguyên hai chợt trở nên sôi trào. Vô số cường giả vũ trụ thứ nguyên đều kinh hãi, chạy về phía này. Bỉ ngạn cảnh. Đây không phải thứ nguyên chi lực của thứ nguyên 2 mà là thứ nguyên chi lực của thứ nguyên 3. Điều này có nghĩa là Sở Thiên đã đạt đến bỉ ngạn cảnh. Tam thứ nguyên chi lực. Nhìn những ánh sáng đen quét tới, Diệp Huyên nheo mắt, sức mạnh của Sở Thiên đã có sự thay đổi về chất. Nhìn thấy sức mạnh đáng sợ kia, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, hắn không sử dụng huyết mạch chi lực, cũng không dùng ba loại trận pháp trong kiếm thanh huyên mà kích phát nhị thứ nguyên chi lực. Đương nhiên, nhị thứ nguyên chi lực của hắn khá nhiều. Diệp Huyên xoay cổ tay, chém ra một nhát kiếm. Ngay lập tức, vô số nhị thứ nguyên chi lực trong kiếm thanh huyên biến thành kiếm khí rồi phóng lên trời. Phập! Trên bầu trời, vô số luồng sáng đen bị phá vỡ, hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, con người của Sở Thiên ở phía xa co rụt lại, sao có thể? Diệp Huyên nhìn Sở Thiên, giơ tay chém tiếp một kiếm nữa. Sở Thiên híp mắt lại, tung ra một quyền. Trong quyền này có mang theo vô số tam thứ nguyên chi lực. Đoàng! Trong nháy mắt, một vùng kiếm quang bộc phát ra, Sở Thiên liên tục lùi lại cả trăm trượng. Nhưng Diệp Huyên lại không lùi lại bước nào. Nhị thứ nguyên chi lực chống lại tam thứ nguyên chi lực. Xa xa, sau khi dừng lại, Sở Thiên ngửa đầu nhìn Diệp Huyên, trong mắt toàn là vẻ không thể tin được, sao có thể như thế. Đúng lúc này, thời không chợt tách ra, một giây sau, một ông lão xuất hiện. Khi nhìn thấy ký hiệu màu vàng trước ngực ông lão, tất cả người của thứ nguyên đều kinh hãi, đồng loạt lui ra. Diệp tộc. Ông lão tới và quan sát Sở Thiên, sau đó khẽ gật đầu, được lắm, ngươi có muốn gia nhập vào Diệp tộc của ta không? Sở Thiên im lặng. Lúc này, trong đầu hắn ta vang lên một giọng nói, đồng ý. Sở Thiên lập tức gật đầu, ta muốn. Ông lão gật đầu, bắt đầu từ giờ phút này, ngươi là người của Diệp tộc ta, ta có thể giữ họ của ngươi, nhưng khi ở ngoài, ngươi phải coi mình là người của Diệp tộc. Sở Thiên gật đầu, được. Lúc này ông lão quay lại nhìn Diệp Huyên, thấy hắn là vô tâm cảnh, ông ta khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía Sở Thiên, đi thôi. Sở Thiên nhìn Diệp Huyên, lần sau gặp lại ngươi sẽ không được may mắn thế này đâu. Nói xong hắn ta rời đi. Lúc này, Diệp Huyên chợt cười lớn, việc gì phải lần sau. Chỉ bằng bây giờ quyết định sống chết luôn đi. Nghe vậy, ông lão của Diệp tộc nhíu mày nhìn Diệp Huyên, hậu bối trẻ tuổi mà ngông cuồng thế. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, trời sinh rồi, không thay đổi được. Ông lão Diệp tộc nheo mắt, xoay tay phải, ấn về hướng Diệp Huyên. Nơi xa, trong mắt Diệp Huyên thoáng qua sự hung ác, mẹ nó chứ. Nói rồi hắn giơ tay chém ra một nhát kiếm phá tan khí thế đó, hắn cầm kiếm chỉ vào ông lão Diệp tộc và Sở Thiên, hai người cùng lên đi. Mọi người! Cùng lên! Các cường giả của thứ nguyên hai đều choáng váng. Bọn họ không biết Sở Thiên, nhưng ông lão này là người của Diệp tộc đó. Diệp tộc! Đại tộc siêu cấp từng có vô số đế vương, hơn nữa ông lão Diệp tộc này còn là bỉ ngạn cảnh nữa. Thanh niên này bị điên à! Nghe Diệp Huyên nói vậy, ông lão Diệp tộc nheo mắt, ai cho ngươi sự tự tin vậy? Lời nói vừa dứt, ông ta lật tay phải rồi áp về phía Diệp Huyên. Đùng đoàng! Trên đỉnh đầu Diệp Huyên lập tức có tam thứ nguyên chi lực đáng sợ giáng xuống. Tuy đều là tam thứ nguyên chi lực nhưng lực lượng này mạnh hơn Sở Thiên rất nhiều lần. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, hắn giơ tay chém ra một kiếm. Bùm! Thời không trên đỉnh đầu hắn nứt ra, đồng thời 10 thanh kiếm huyết mạch đều chém về phía ông lão Diệp tộc nơi xa. Ông lão phất tay áo. Ầm! Một luồng sức mạnh tuôn trào. Trong phút chốc, 10 thanh huyết kiếm bị đánh bay, giây tiếp theo ông ta lao tới, vung nắm đấm vào Diệp Huyên. Ở đằng xa, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, tay phải cầm kiếm thanh huyên đâm về phía trước, sau đó chém xuống. Hắn đã sử dụng đạo pháp trận. Bùm!
Tiếng nổ vang vọng, Diệp Huyên liên tục lùi lại nghìn trượng, mà ông lão Diệp tộc thì lùi những mấy nghìn trượng. Thấy cảnh tượng này, tất cả cường giả thứ nguyên tới đây đều choáng váng. Vô tâm cảnh đánh bỉ ngạn cảnh. Ông lão Diệp tộc kia cũng ngẩn ra. Ông ta nhìn tay phải của bên, trên tay đã có một vết chém sâu hóm. Đó là do kiếm thanh huyên của Diệp Huyên để lại. Ông lão Diệp tộc ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên nơi xa, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ngạc nhiên là vì ông ta không thực lực của Diệp Huyên lại kinh người đến vậy, tức giận là vì ông ta lại bị người thấp hơn mình một cấp đánh bị thương. Ông lão Diệp tộc chậm rãi nắm chặt tay phải, mà lúc này một giọng nói chợt vang lên từ một hướng, thật náo nhiệt. Nghe vậy, ông lão Diệp tộc quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có ba người đang đi tới, khi nhìn thấy người đi đầu, ông lão Diệp tộc chợt sững sốt, vô biên chủ. Vô biên chủ, Diệp Huyên cũng sững sờ khi nhìn thấy vô biên chủ. Sao ông ta lại tới đây? Vô biên chủ cười nói, Diệp Hành, sao ông lại ra tay với một vãn bối như vậy? Diệp Hành nhìn vô biên chủ quen biết hắn à? Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, gật đầu, coi như là vậy. Vô biên chủ híp mắt, giọng điệu lạnh lẽo, nói như vậy nghĩa là vô biên chủ tới chống lưng cho hắn. Nghe vậy, vô biên chủ lập tức nhíu mày, mẹ kiếp, người có biết ăn nói không hả? Thấy vô biên chủ cộc cằn thô lỗ, sắc mặt Diệp Hành chợt lạnh đi, vô biên chủ, lão phu khuyên ông đừng lo chuyện bao đồng, Diệp tộc ta làm gì không cần người khác dạy, cũng. Vô biên chủ chợt vung tay lên. Đoàng. Ông lão Diệp tộc còn chưa nói xong, toàn thân đã nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Mọi người đều ngơ ngác. Mí mắt Diệp Huyên cũng giật giật, mẹ kiếp, tên này cũng rất ra gì và này nọ đấy. Ông lão Diệp tộc hoàn toàn choáng váng, mất rồi. Cơ thể của ông ta cứ thế mất rồi sao? Mà thần minh và tăng vô sau lưng vô biên chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là vẻ kinh hãi. Đi theo vô biên chủ trong khoảng thời gian này, đúng là họ đã được mở mang tầm mắt, nhưng rất ít khi thấy vô biên chủ ra tay, thông thường ông ta đều khá dễ thương lượng, mà bọn họ cũng không ngờ ông ta lại coi cường giả bỉ ngạn cảnh như con trai mà đánh. Lúc này trong lòng hai người đều thấy hơi thấp thỏm. Sau này nói năng có cần khách sáo hơn chút không? Vô biên chủ nhìn ông lão Diệp tộc, biết vì sao ta không giết ngươi ngay không? Ta muốn giữ cái mạng chó của ngươi lại cho ngươi gọi người đấy. Nào, gọi cường giả của Diệp tộc các ngươi đến đi. Nghe thế, đám cường giả của vũ trụ thứ nguyên đều bị sốc. Công khai khiêu khích Diệp tộc à? Ông lão Diệp tộc nhìn vô biên chủ. Đang định lên tiếng thì lúc này một hư ảnh chợt xuất hiện trên thời không phía xa, hư ảnh ấy mờ mịt, không thể nhìn rõ. Hư ảnh đó chợt lên tiếng, Diệp Hành, xin lỗi vô biên chủ. Xin lỗi. Nghe vậy, Diệp Hành không do dự chút nào, lập tức cung kính cúi đầu trước vô biên chủ, xin lỗi. Vô biên chủ liếc nhìn hư ảnh, ông đây không hài lòng. Hư ảnh kia im lặng một lúc lâu mới nói, vô biên chủ. Chúng ta nể mặt ông là vì ông từng quen biết tổ tiên Diệp Đế, chứ không phải. Con mẹ nó. Vô biên chủ đột nhiên tung ra một quyền. Bùm. Hư ảnh ấy lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, ở cổ hoang chi địa xa xôi, trong một tòa đại điện của Diệp tộc, một ông lão đột nhiên mở mắt, giây tiếp theo cơ thể ông ta nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Đánh bản thể thông qua phân thân. Trong mắt ông ta đầy vẻ kinh hãi, điều này. Lúc này ông ta đã hoàn toàn chết lặng. Vũ trụ thứ nguyên 2. Vô biên chủ nhìn Diệp Hành lúc này cũng mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc vô biên chủ này là cái quái gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Vô biên chủ đột nhiên phất tay, cút đi, mau cút đi, nhớ rằng từ ngày hôm nay, vô biên chủ ta và Diệp tộc các ngươi không ai nợ ai. Diệp Hành nhìn vô biên chủ rồi không chút do dự dẫn theo Sở Thiên biến mất tại chỗ. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, vô. Dừng. Vô biên chủ nói, đừng tưởng ta đang giúp ngươi, không hề, ngươi đừng tự ảo tưởng. Còn nữa, ta không muốn nói chuyện với ngươi, tạm biệt. Nói xong ông ta dẫn theo thần minh và tăng vô biến mất. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Một lúc sau, cường giả của vũ trụ thứ nguyên xung quanh càng lúc càng nhiều, hắn cũng không ở lại thêm nữa mà xoay người biến mất luôn. Ở một nơi nào đó, vô biên chủ không kìm nổi cơn tức giận mà chửi rủa, mẹ kiếp,
cái gì mà nể mặt Diệp đế? Chết tiệt, lão tử cần Diệp đế phải nể mặt à? Chẳng lẽ Diệp tộc các ngươi không biết tổ tiên Diệp đế của các ngươi tôn kính lão tử nhường nào sao? Thần Minh và Tăng Vô phía sau đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Bọn họ quyết định tôn trọng Vô Biên Chủ một chút. Vô Biên Chủ vẫn khó kìm được cơn giận, chết tiệt. Nếu không vì nể mặt Diệp đế, để bọn chúng đánh nhau với Kháo Sơn Vương thì đám ngu xuẩn này. Nói xong ông ta khẽ thở dài, đúng là khi đó Diệp đế rất biết làm người, mà ông ta vào vũ trụ thứ nguyên 9 cướp lại thi thể của Cổ Thiên Đế thật sự rất thú vị, nếu không hôm nay lão tử đã đứng xem kịch, xem Diệp tộc chết thế nào rồi. Lúc này, Tăng Vô lên tiếng, Vô Biên Chủ, Diệp tộc không đánh lại Kháo Sơn Vương sao? Vô Biên Chủ nhẹ giọng đáp, bây giờ chỉ có 3 thế lực có thể tiêu diệt được Diệp tộc, một là Thánh Vương Điện, một là Kháo Sơn Vương. Tăng Vô hơi khó hiểu, còn một thế lực nữa là ai? Vô Biên Chủ chỉ vào chính mình. Tăng Vô choáng váng. Vô Biên Chủ nhìn Tăng Vô, hòa thượng, vẻ mặt ngươi là thế nào vậy? Ngươi cho rằng ta đang giả bộ sao? Tăng Vô do dự một lúc rồi nói, không phải. Chỉ là lúc trước ông từng nói Diệp tộc là thế lực siêu cấp số 1 hiện nay. Vô Biên Chủ hờ hững nói, nền tảng của họ đúng là khá tốt, nhưng không bằng được Thánh Vương Điện, càng không bằng được Kháo Sơn Vương, còn ta. Xin các người đừng nghi ngờ thực lực của ta. Cảm ơn, Tăng Vô, Thần Minh bỗng cất lời, cảm giác Diệp tộc rất ngông cuồng. Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, đương nhiên bọn họ có thực lực đó, nói thật thì nền tảng của họ quả thực rất đáng sợ. Một tộc có ít nhất 19 vị đế, tuy đều không phải chủ nhân bút đại đạo đích thân sắc phong, nhưng cả 19 người đều rất đáng nể, nhất là Diệp đế, chỉ có ông ta được Diệp tộc lấy họ quan danh thành đế. Thực lực và thiên phú của người này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là ông ta rất biết làm người, rất có nghĩa khí, làm người quang minh lỗi lạc, dù là kẻ thù Thánh Vương Điện của ông ta cũng đánh giá rất cao về ông ta. Nói rồi ông ta lắc đầu. Hơn nữa Diệp tộc đã làm cho cổ hoang và vũ trụ bình hành rất nhiều điều, cho dù phải diệt vọng cũng nên tử trận trong vũ trụ thứ nguyên, chứ không phải bị Kháo Sơn Vương kia đè chết. Tăng Vô do dự một hồi rồi nói, bọn họ gây thù chuốc oán với Kháo Sơn Vương, ta nghĩ có thể bọn họ sẽ không bỏ qua cho Kháo Sơn Vương đâu. Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi bảo, vừa nãy ta đã cho nổ tung thân thể một cường giả trong tộc bọn họ, mục đích là để cảnh cáo bọn họ. Khiến bọn họ cho rằng Kháo Sơn Vương kia có ta chống lưng. Nói đến đây, ông ta đột nhiên tức không có chỗ chút, khốn kiếp. Nghĩ đến là lại tức, lão tử ghét nhất là cái tên Kháo Sơn Vương kia. Thần Minh nói, đánh hắn đi. Vô Biên Chủ nhìn Thần Minh, hắn, có lẽ ta không dám đánh, nhưng ngươi thì chắc chắn ta dám đánh. Mặt Thần Minh đầy vạch đen. Lúc này Vô Biên Chủ lại nói, có thể giúp, ta đều đã giúp rồi. Nếu Diệp tộc vẫn muốn đánh Kháo Sơn Vương thì chỉ có thể nói là bọn họ tự tìm đến cái chết thôi. Nói xong ông ta lắc đầu thở dài, nếu Diệp tộc bị diệt vong theo cách này thì đúng là khá đáng tiếc. Tăng Vô nói một câu trong Phật Pháp, thuận theo tự nhiên đi. Vô Biên Chủ gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Thần Minh nói, Vô Biên Chủ, vì sao ông không chinh chiến vũ trụ thứ nguyên 9? Vô Biên Chủ nhìn Thần Minh, ta ăn no rừng mỡ chắc. Thần Minh nghiêm túc bảo, vì chúng sinh. Vô Biên Chủ lắc đầu, liên quan quái gì đến ta. Nói xong ông ta đi về phía xa, đi thôi, đưa các ngươi đi trải nghiệm. Thần Minh chợt nói, liệu Diệp tộc có cho rằng ông và Kháo Sơn Vương là đồng bọn, sau đó điên cuồng đến trả thù ông không? Vô Biên Chủ. Sau khi về đến Quan Huyên Thành. Diệp Huyên cũng đầy bụng tức giận. Đáng lẽ vừa rồi hắn nên mặc kệ Vô Biên Chủ, trực tiếp giết chết ông lão Diệp tộc kia, mẹ kiếp, những thế lực đứng đầu này luôn thích hỉ thế hiếp người. Hắn cứ tưởng Vô Biên Chủ đang giúp mình, nhưng sau này nghĩ lại thấy không đúng, nghĩ kỹ lại, hắn phát hiện có thể ông ta đang giúp Diệp tộc. Vô Biên Chủ thật là chó má. Diệp Huyên khẽ thở dài, được lắm tiểu tiên Vô Biên Chủ và chủ nhân bút đại đạo. Chưa biết chừng hai người họ đang lên kế hoạch hãm hại hắn đây. Lúc này Tần Quan xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát hắn rồi hỏi, đánh nhau rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan hỏi, với ai? Diệp Huyên đáp, Sở Thiên, còn có người của Diệp tộc. Diệp tộc. Tần Quan chớp mắt, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Huyên hỏi, cô đi đâu vậy? Tần Quan vẫn không ngoảnh đầu lại, bố trí thêm ít hỏa tiễn. Diệp Huyên. Nghe Tần Quan nói vậy, Diệp Huyên lắc đầu cười. Tần Quan dừng bước rồi cũng lắc đầu cười. Vừa mới đến cổ hoang, Quan Huyên Thành đã chọc giận Tiêu tộc và vũ trụ thứ nguyên, mà bây giờ lại thêm thế lực siêu cấp số 1 là Diệp tộc nữa. Bây giờ thì khó khăn rồi đây. Diệp Huyên lưỡng lự giây lát rồi nói, sau này ta khiêm tốn hơn chút nhé. Tần Quan cười, thôi, cứ chiến đấu là được. Diệp Huyên bật cười lớn. Tần Quan quan sát Diệp Huyên, bây giờ ngươi là vô tâm cảnh rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tần Quan khẽ gật đầu, ngươi vào tiểu tháp tu luyện đi, ta kiếm lệnh thứ nguyên của thứ nguyên 2 cho ngươi. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên chợt hỏi, kiếm bằng cách nào? Tần Quan quay lại nhìn hắn, cười đáp, có tiền là được. Tiền. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn không khách sáo với Tần Quan, vì với quan hệ hiện tại của họ thì không cần phải khách sáo nữa. Diệp Huyên quay về tiểu tháp, vừa đạt đến vô tâm cảnh, bây giờ hắn cần củng cố cảnh giới của mình. Sau khi trở lại tiểu tháp, Diệp Huyên lấy ra một viên tinh vương rồi nuốt xuống. Thứ nguyên tinh có thể trực tiếp nuốt được. Sau khi nghe về tinh vương, Diệp Huyên phát hiện trong cơ thể mình đột nhiên bộc phát ra một luồng thứ nguyên chi lực cực kỳ tinh khiết. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, luồng sức mạnh lần này còn tinh khiết hơn thứ nguyên chi lực lần trước hắn hấp thụ, ít nhất cũng phải tinh khiết hơn 10 lần. Vẻ mặt Diệp Huyên hết sức nghiêm nghị, bây giờ hắn đã biết vì sao tinh vương lại chân quý đến vậy rồi. Đúng là cực phẩm. Diệp Huyên gác lại suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng hấp thu thứ nguyên chi lực trong cơ thể. Quan Huyên Thành. Quan Huyên Thành hiện giờ đã được Tần Quan cải tạo thành một tòa thành khoa học kỹ thuật, phòng ngự của thành được nàng ta tận tâm chế tạo, dù 10 bỉ ngạn cảnh tới đây cũng chẳng thể công phá được. Lúc này Tiểu Ái tới Quan Huyên Thành. Nhìn thấy Tiểu Ái, Tần Quan cong môi cười nhẹ. Trong điện, Tiểu Ái hơi khom người trước Tần Quan rồi nói, chủ nhân, vật chất bất hủ đã đột phá thành công ạ. Nói xong nàng ta xòe lòng bàn tay, hai chiếc hộp xuất hiện trước mặt Tần Quan, đây là giáp Quan Huyên. Giáp này không chỉ có vải mới nhất của nhị nha cô nương mà còn có công nghệ kỹ thuật cao của chúng ta. Tuy vật chất bất hủ không thể đạt đến trình độ như thiên mệnh cô nương, nhưng chúng ta đã nén vật liệu trong đó gần 100 triệu lần, khả năng phòng ngự của nó mạnh hơn giáp Quan Huyên đời trước không chỉ 1.000 lần, mà bây giờ chúng ta còn đang chế tạo trận pháp mới để nén, nếu thành công chế tạo trận pháp thì công nghệ của chúng ta sẽ lại nâng lên một tầm cao mới. Tần Quan nhìn chiếc hộp trước mặt và nói, hết bao nhiêu? Tiểu Ái trầm giọng đáp, rất nhiều, rất nhiều. Tần Quan lắc đầu cười, thôi, cũng chỉ là tiền thôi, mà tiền thì đều là vật ngoài thân. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Thực ra thì hơi xa xỉ, để chế tạo hai thần vật này thật sự đã hao tốn rất nhiều trụ thần mạch, đến nàng ta cũng thấy hơi đau lòng. Điều này cũng chính là lý do không thể sản xuất hàng loạt loại thần vật này, trừ khi sau này kỹ thuật được đột phá. Tần Quan cất hai chiếc hộp đi, gấp không gian thì sao? Tiểu Ái gật đầu, cũng đã có đột phá, có điều vẫn không làm được như thiên mệnh cô nương. Tần Quan cười, chuyện bình thường, chúng ta cứ từ từ làm. Tiểu Ái gật đầu, sau đó lại lấy một chiếc hộp khác ra đưa cho Tần Quan, đây là vũ khí mới chế tạo cho chủ nhân, loại vũ khí này không còn sử dụng trụ thần mạch nữa mà dùng thứ nguyên tinh có nghĩa là súng này vẫn có thứ nguyên chi lực. Tần Quan nhìn Tiểu Ái, tốc độ thì sao? Tiểu Ái trịnh trọng nói, một giây là tới 1 triệu tinh vực. Gấp không gian. Tần Quan mở hộp ra nhìn rồi gật đầu, được, nhưng vẫn chưa đủ, các ngươi vẫn phải tiếp tục nghiên cứu thêm. Tiểu Ái khẽ gật đầu, đã rõ. Tần Quan nói tiếp, tòa thành này ở cổ hoang, mà chúng ta muốn có chỗ đứng ở cổ hoang cũng không khó lắm, vậy nên phòng ngự của nơi này phải là trên hết, ngươi đi theo ta. Nói xong nàng ta đứng dậy bước đi. Tiểu Ái vội vàng đi theo. Không lâu sau, Tần Quan dẫn Tiểu Ái đến nơi sâu trong một ngọn núi lớn ở phía bên phải của Quan Huyên Thành. Nàng ta nhìn xung quanh và nói, nơi này hẻo lánh, ta muốn xây dựng một bệ phóng ở đây, người đích thân đến giám sát. Tiểu Ái nhìn Tần Quan, lớn chừng nào ạ? Tần Quan nói, lớn nhất. Tiểu Ái im lặng. Tần Quan cười, có khó khăn gì sao?
Tiểu Ái im lặng một lát rồi bảo, ta cần thêm người. Tần quan nói, ngươi có thể sai bảo người của toàn bộ xưởng quân sự. Tiểu Ái khẽ gật đầu, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Tần quan gật đầu, nhìn một vòng chung quanh sau đó nói, bây giờ chúng ta vừa vào cổ hoang, những thế lực kia vẫn chưa chú ý đến chúng ta, vậy nên bây giờ bố trí sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, ngươi phải làm nhanh lên. Tiểu Ái gật nhẹ đầu, bây giờ ta sẽ làm ngay. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Sau khi Tiểu Ái đi, Tần quan nhìn quanh một lượt rồi nói nhỏ, đúng là nguy hiểm trùng trùng. Đúng lúc này, Tần quan chợt quay người, ngự kiếm biến mất tại chỗ. Quan Huyên Thành. Một ông lão đến trên bầu trời của Quan Huyên Thành. Tần quan xuất hiện trước mặt ông lão, nàng ta nhìn thấy một chữ Tiêu lớn trước ngực ông ta. Người của Tiêu tộc. Ông lão nhìn Tần quan, cô là thành chủ của Quan Huyên Thành. Tần quan cười đáp, coi như là vậy. Vẻ mặt ông lão bình tĩnh, Quan Huyên Thành của cô giết đệ tử ngoại môn của Tiêu tộc ta. Tần quan gật đầu, đúng. Ông lão hơi híp mắt lại, các cô biết hắn là đệ tử ngoại môn của Tiêu tộc ta không? Tần quan suy nghĩ một chút sau đó cũng gật đầu, biết. Ông lão cười khẽ, nói như vậy nghĩa là cô biết rõ hắn là người của Tiêu tộc nhưng vẫn dám giết hắn, đúng không? Tần quan gật đầu, đúng. Ông lão nhìn Tần quan, vì sao? Tần quan đáp, hắn gây sự với chúng ta trước. Ông lão lắc đầu, ta không hỏi cô đúng sai, ta đang hỏi cô vì sao biết rõ hắn là người của Tiêu tộc ta rồi mà các cô vẫn dám giết hắn. Tần quan cười đáp, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Là hắn gây sự với chúng ta trước, còn về việc hắn là ai không quan trọng, quan trọng là hắn tới gây sự với chúng ta trước, hiểu chưa? Ông lão nhìn thẳng vào Tần quan, là như vậy sao? Tần quan gật đầu, đúng thế. Ông lão gật đầu, bắt đầu từ ngày hôm nay, trên thế giới không còn Quan Huyên Thành nữa. Ù! Đúng lúc này, một luồng kiếm quang chợt bắn lên trời từ trong thành. Con người của ông lão co rụt lại, ông ta đang định ra tay nhưng đã không kịp, một thanh kiếm đã đâm vào cổ họng của ông ta. Phụt! Máu tươi bắn ra, lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ông lão. Ông lão nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi! Diệp Huyên cầm lấy kiếm Thanh Huyên rồi chém ngang một nhát. Phụt! Đầu của ông lão lập tức bay đi. Thần hồn đều bị tiêu diệt. Diệp Huyên cất kiếm, nhìn Tần quan, ta đi tu luyện đây. Nói xong hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, Tần quan chợt nói, bây giờ ngươi không thích văn vẻ nữa à? Phía xa, Diệp Huyên đầu không ngoảnh lại đáp, những thế lực lớn tự cho mình là đúng này chẳng bao giờ quan tâm đúng sai, bọn họ chỉ biết tới thực lực. Lý lẽ phải nói với người chịu nói lý. Nói xong hắn đã biến mất ở đằng xa. Tần quan khẽ mỉm cười, lý lẽ phải nói với người chịu nói lý, cũng đúng. Lý lẽ nằm trong tầm bắn của pháo, trực tiếp hành động thôi. Nói xong nàng ta yên lặng quan sát bốn phía rồi vỗ ngực, thục nữ, phải làm thục nữ. Sau đó nàng ta nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Khâu Thành. Trong điện, tộc trưởng Khâu tộc đột nhiên đứng dậy, nhìn người mặc áo đen trước mặt rồi trầm giọng nói, bọn chúng thật sự đã giết trưởng lão ngoại sự của Tiêu tộc sao? Người áo đen nghiêm giọng đáp, vâng. Nghe vậy, tộc trưởng Khâu tộc nheo mắt, hưng phấn nói, tốt, 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 tốt lắm. Người áo đen lại nói, Quan Huyên Thành này. Tộc trưởng Khâu tộc đột nhiên bật cười lớn, đúng là tự tìm cái chết, ha ha, thế mà lại dám giết tộc trưởng của Tiêu tộc. Xem ra người của Quan Huyên Thành không biết Tiêu tộc đáng sợ cỡ nào. Thật là ngu xuẩn. Người áo đen do dự một chút. Sau đó nói, sở dĩ bọn chúng dám giết người của Tiêu tộc có phải là do không có gì sợ hãi không? Tộc trưởng Khâu tộc lắc đầu, bọn chúng chẳng qua chỉ là thế lực từ ngoài tới thôi, sao có thể không sợ hãi điều gì được? Cứ theo dõi đi, không lâu nữa Tiêu tộc sẽ báo thù thôi, bọn chúng phải chết là điều không thể nghi ngờ, chúng ta chỉ cần chờ xem kịch thôi là được. Người áo đen gật đầu. Đôi mắt của tộc trưởng Khâu tộc từ từ nhắm lại, Quan Huyên Thành. Sau khi Diệp Huyên trở về tiểu tháp lại bắt đầu hấp thu một viên tinh vương. Bây giờ khí thế của hắn đã mạnh hơn bao giờ hết. Vô tâm cảnh. Nếu có lệnh thứ nguyên, thậm chí hắn còn muốn đột phá bỉ ngạn cảnh,
nhưng hắn vẫn phải kìm nén lại suy nghĩ này. Cảnh giới nâng cao quá nhanh, thật sự không phải chuyện tốt. Hắn vừa mới đạt đến vô tâm cảnh không lâu, bây giờ hắn cần ổn định cảnh giới này, hơn nữa hắn phát hiện cảnh giới này cũng không đơn giản, hắn không thể trực tiếp đạt tới cực hạn được. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên điên cuồng hấp thu thứ nguyên chi lực của tinh vương, mà khí thế của hắn cũng càng lúc càng mạnh hơn. Quan Huyên Thành, Tần Quan đang nhanh chóng bố trí. Nàng ta đang đích thân chỉ huy. Sắp đánh nhau rồi. Đương nhiên Tần Quan rất rõ, giết người của tiêu tộc thì tiêu tộc nhất định sẽ báo thù. Hơn nữa chắc chắn sẽ là đánh trẻ thì già tới, vậy nên phải chuẩn bị sẵn sàng, kẻ địch vừa tới là lập tức nã pháo, bắn chết đối phương. Đánh nhau. Chỉ cần không đánh với tam kiếm thì nàng ta không sợ ai hết. Nàng ta đánh nhau chỉ có một từ, nổ. Người của tiêu tộc chết đương nhiên tiêu tộc sẽ nổi giận, chuyện này vẫn chưa truyền đến trụ sở chính của tiêu tộc, dẫu sao người chết chỉ là trưởng lão ngoại sự, nói cách khác trưởng lão ngoại sự này là người giải quyết một số việc vặt bên ngoài tiêu tộc, người này ở tiêu tộc chỉ là một chân chạy vặt. Nhưng chuyện này cũng không nhỏ. Bởi vì dù là chân chạy vặt thì cũng là người của tiêu tộc. Sao có thể để người ngoài giết được? Trong vòng chưa đầy nửa ngày, một ông lão áo bào đen dẫn theo mấy chục cường giả hàng đầu đến Quan Huyên Thành. Ông lão áo bào đen đi đầu là Bỉ Ngạn Cảnh. Mà sau lưng ông ta còn có hai vô tâm cảnh và mấy chục phá tâm cảnh. Đội hình này ở rìa vùng cổ hoang thì thật sự chỉ có thể dùng từ kinh dị để hình dung. Ông lão áo bào đen đi đầu nhìn Quan Huyên Thành phía dưới, giết sạch đàn ông, giữ đàn bà lại, nhất là nữ thành chủ của Quan Huyên Thành. Ta muốn nàng ta phải sống. Trong Quan Huyên Thành, Tần Quan nhìn luồng kiếm quang trong lòng bàn tay mà người đàn ông áo xanh tặng mình, khẽ nói ta có nên đến tiêu tộc giết tộc trưởng của bọn chúng luôn không? Làm như vậy liệu có hơi quá đáng không? Trên bầu trời Quan Huyên Thành, khi ông lão áo bào đen hạ lệnh, đám cường giả tiêu tộc sau lưng ông ta lập tức lao xuống. Bọn chúng không lập tức phá hủy thành, dù sao mục tiêu của chúng là giết hết đàn ông, giữ lại đàn bà. Bên dưới, Tần Quan ngẩng đầu nhìn cường giả tiêu tộc đang lao xuống với vẻ mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó một cường giả của tiêu tộc còn chưa phản ứng lại thì đầu đã bay ra ngoài. Giết ngay chỉ trong một giây, lúc này Diệp Huyên xuất hiện trên bầu trời. Khi hắn giết một cường giả của tiêu tộc chỉ trong một giây, sắc mặt của những cường giả tiêu tộc khác đều hơi thay đổi, bọn chúng dừng lại, sợ hãi nhìn Diệp Huyên. Ông lão áo bào đen đi đầu nhìn Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì đúng lúc này Diệp Huyên chợt lao xuống, chém ra một kiếm. Đạo pháp trận. Kiếm ý nhân gian. Kiếm thanh huyên. Nhát kiếm này vừa chém ra, con người của ông lão áo bào đen co rụt lại, ông ta đưa hai cánh tay lên trước để chắn, không gian xung quanh hình thành một kết cấu không gian đặc thù. Đồng thời từng luồng tam thứ nguyên chi lực đáng sợ bắt đầu quét tới. Đoàng. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, không gian đặc biệt trước mặt ông lão áo bào đen sụp đổ, ông ta liên tục lùi lại cả nghìn dặm, mà khi dừng lại, cơ thể ông ta đã vỡ nát và bị hủy diệt. Không còn nữa. Ông lão áo bào đen ngây người tại chỗ. Ông ta là Bỉ Ngạn Cảnh đó. Vậy mà cơ thể cứ thế không còn nữa. Tuy hơi bất cẩn nhưng cũng không dễ biến mất thế này chứ. Bỉ Ngạn Cảnh đó. Mà người trước mắt mới chỉ là vô tâm cảnh, cảnh giới này so với cảnh giới của ông ta là cách biệt trên trời dưới đất. Khi ông lão áo bào đen còn đang ngây người thì Diệp Huyên đã lại rút kiếm lần nữa. Trong nháy mắt, kiếm thanh huyên đã tới trước mặt ông lão áo bào đen. Đồng tử của ông ta co rụt lại, tuy chỉ còn linh hồn nhưng ông ta cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Ông ta lập tức phất tay áo, một luồng sức mạnh linh hồn đáng sợ phóng ra. Nhưng ông ta không lùi bước. Ông ta tự tin rằng mình có thể đỡ được nhát kiếm này. Tuy nhiên, khi kiếm thanh huyên va chạm với sức mạnh linh hồn đáng sợ của ông ta thì sức mạnh của ông ta lập tức biến mất. Ông lão áo bào đen cả kinh, sao lại thế này? Lời này vừa dứt, kiếm thanh huyên của Diệp Huyên đã phóng thẳng vào chân mày của ông ta, ghim linh hồn của ông ta tại chỗ. Ông ta kinh hãi, lập tức nói, ta là người của tiêu tộc mà ngươi cũng dám giết ta à? Xa xa, Diệp Huyên nhìn ông lão áo bào đen, ông nói cái gì?
Ông lão áo bào đen tức giận hét, ta là người của Tiêu tộc. Ngươi nghe cho rõ đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nghe rõ rồi. Nói xong hắn cong ngón tay, kiếm Thanh Huyên rung lên, hấp thu ông lão áo bào đen hoàn toàn. Thần hồn đều bị hủy diệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, các cường giả của Tiêu tộc đều sửng sốt. Giết rồi. Thế là giết rồi. Công khai giết người của Tiêu tộc. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trở về tay hắn. Hắn quay đầu nhìn đám cường giả Tiêu tộc bên cạnh, thấy Diệp Huyên nhìn tới, sắc mặt đám cường giả Tiêu tộc thay đổi rõ ràng, trong đó có một người đang định nói thì đã bị kiếm Thanh Huyên đâm xuyên qua đầu mày. Bùm! Người đó lập tức bị xóa sổ. Nhìn thấy cảnh này, những người còn lại kinh hãi, không còn quan tâm đến thân phận Tiêu tộc gì đó nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn về phía cuối trời, về nói với Tiêu tộc của các ngươi, cứ việc đến báo thù, bao nhiêu người tới cũng được. Nói xong hắn quay người bỏ đi. Lúc này Tần Quan đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nháy mắt, có kiêu ngạo quá không? Diệp Huyên cười, chỉ khi làm bọn chúng cảm thấy chúng ta không sợ gì hết thì bọn chúng mới sợ và đến nói chuyện với chúng ta. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ta không định nói chuyện với chúng. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, Tiêu tộc là một trong 10 thế lực lớn siêu cấp ở cổ hoang, những thế lực còn lại ít nhất cũng hơn 100.000, dưới bọn họ có ít nhất hàng tỷ sinh linh, nếu trực tiếp tiêu diệt. Nói rồi hắn lại lắc đầu, quá tàn nhẫn. Vẻ mặt Tần Quan cứng ngắc. Diệp Huyên cười nói, cô đi đi, ta sẽ bảo vệ Quan Huyên Thành. Nói xong người hắn run lên, tới trên tường thành, ngồi xếp bằng dưới đất, kiếm Thanh Huyên lơ lửng bên cạnh hắn. Tần Quan nhìn Diệp Huyên trên tường thành, rất lâu sau mới khẽ mỉm cười rồi quay đi. Trên tường thành, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên đất, hồi tưởng lại trận chiến vừa nãy. Ông lão áo bào đen vừa rồi cũng là bỉ ngạn cảnh, nhưng so với vị bỉ ngạn cảnh kia của Diệp tộc thì còn kém rất xa. Hiển nhiên, bỉ ngạn cảnh cũng phân mạnh yếu. Giờ khắc này đương nhiên hắn đang hưng phấn, bởi sự thật chứng minh hắn có thể giết được cường giả bỉ ngạn cảnh. Hơn nữa gần như có thể làm được trong một giây. Khổ cực tu luyện trong thời gian này quả nhiên không vô ích. Diệp Huyên lại lấy một viên tinh vương ra rồi nuốt xuống. Tiếp tục hấp thu. Chuyện Diệp Huyên giết cường giả của Tiêu tộc chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp khu vực này, hơn nữa vẫn đang lan truyền với tốc độ cực nhanh. Giết người của Tiêu tộc. Tiêu tộc là một trong 10 thế lực lớn siêu cấp đó. Tiêu tộc là sự tồn tại như thần trong lòng những thế lực ở rìa vùng cổ hoang. Mà bây giờ người của Tiêu tộc lại bị giết. Không phải 9 thế lực lớn còn lại giết, mà là một người lạ lẫm từ ngoài tới giết. Thú vị rồi đây. Phía bắc chiến hoang thành. Trên tường thành, Sở Thiên Hành nhìn tin tình báo trong tay, im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm, Diệp Huyên. Nói rồi, trong lòng ông vừa sợ vừa mừng. Sợ là nếu lúc đầu mình thật sự dẫn 10 vạn quân viễn chinh về tiêu diệt Diệp Huyên, vậy bây giờ có lẽ đại sở đã biến mất khỏi thế gian rồi. Mừng là khi đó ông không làm như thế. Lựa chọn. Sở Thiên Hành lắc đầu cười. Dù thế lực mạnh thế nào, nếu động đến người không nên động thì việc bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Sở Thiên Hành nhìn về phía xa, hít sâu một hơi, nhà họ Sở bây giờ vì Sở Thiên gia nhập Diệp tộc mà cũng lên cao theo. Địa vị ngày càng cao, cho dù là 9 thế lực lớn kia cũng phải nể mặt bọn họ. Trước đó ông còn hơn ngông cuồng. Nhưng bây giờ ông đã hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa. Khiêm tốn luôn luôn đúng. Chuyện Quan Huyên Thành giết người của Tiêu tộc lan truyền càng lúc càng rộng, nó đã truyền tới nội vực cổ hoang. Cổ hoang chia thành ngoại vực và nội vực là vùng rìa cổ hoang, là nơi một số thế lực nhỏ sinh sống. Mà nội vực cổ hoang là trung tâm của cổ hoang, cũng là nơi 10 thế lực lớn siêu cấp sinh sống. Đương nhiên không chỉ có 10 thế lực lớn, nhưng thế lực có thể vào được nội thành đều không phải thế lực bình thường. Người của Tiêu tộc bị giết. Đương nhiên Tiêu tộc không thể ngồi yên được. Ngày hôm nay, một trưởng lão nội vụ và một người đàn ông rời khỏi Tiêu tộc. Đương nhiên chuyện nhỏ này vẫn chưa đến nỗi ảnh hưởng tới cả Tiêu tộc. Mà đương nhiên Tiêu tộc cũng không xem nhẹ chuyện này vì nó có ảnh hưởng không tốt, bởi vậy bọn họ đã phái một trưởng lão nội tộc và một đệ tử nội tộc nòng cốt đi. Thị tộc.
Trên đỉnh núi có một người phụ nữ đang nằm nghiêng trên tảng đá, nàng ta vắt chân, trong tay cầm một cuốn sách cổ. Thị Ly. Lúc này, một cô gái mặc chiến giáp màu vàng xuất hiện trước mặt Thị Ly, nàng ta hơi cúi đầu rồi khẽ nói. Một lúc sau, Thị Ly đột nhiên đặt sách xuống, ngồi dậy nhìn cô gái mặc áo giáp vàng, thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên. Cô gái mặc áo giáp vàng gật đầu, vâng. Thị Ly hơi nheo mắt, một lúc sau nàng ta cong môi, thú vị, thật thú vị. Không ngờ hắn lại dám giết người của Tiêu tộc, xem ra hắn không đơn giản như ta tưởng. Cô gái mặc áo giáp vàng trầm giọng nói, Tiêu tộc đã phái trưởng lão nội tộc Tiêu Cuồng và đệ tử nội tộc nòng cốt Tiêu Triệt đến thư viện Quan Huyên rồi. Khóe miệng Thị Ly cong lên thành một nụ cười giễu cợt, Tiêu Cuồng vẫn luôn là kẻ hiếu chiến, Tiêu tộc phái ông ta đi hiển nhiên là Tiêu tộc không muốn giải quyết chuyện này một cách đơn giản. Mà bọn họ lại phái Tiêu Triệt khá thận trọng và lắm mưu trí đi hiển nhiên là bọn họ cũng khá thận trọng. Cô gái mặc áo giáp vàng im lặng. Thị Ly im lặng một lúc rồi cười bảo, điều tra Diệp Huyên giúp ta. Cô gái mặc áo giáp vàng gật đùa, quay người rời đi. Thị Ly đứng dậy, nhìn xung quanh rồi hơi nhếch môi nói, đi xem thế nào. Nói xong nàng ta biến mất. Quan Huyên thành. Từ nội vực đến ngoại vực, nếu là cường giả thông thường e là phải bay ít nhất mấy tháng, vì cổ hoang chi địa thực sự quá rộng lớn. Nhưng Tiêu Cuồng và Tiêu Triệt lại tới được ngoại vực trong vòng chưa đầy một canh giờ. Bởi vì Tiêu tộc cũng có truyền tống trận ở cổ hoang chia địa. Trên đường đến Quan Huyên thành, Tiêu Cuồng luôn âm trầm còn Tiêu Triệt thì bình tĩnh. Tiêu Triệt nhìn Tiêu Cuồng, cười hỏi, cửu trưởng lão đang giận sao? Tiêu Cuồng gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, công khai giết người của Tiêu tộc ta, hắn không hề coi Tiêu tộc ra gì. Tiêu Triệt gật đầu bảo, đúng vậy, nhưng... Nói đến đây, hắn ta chuyển đề tài, người dám giết người của Tiêu tộc chúng ta lần này chắc chắn là có chỗ dựa, chúng ta phải làm rõ chuyện này. Tiêu Cuồng nhìn Tiêu Triệt, làm rõ xong thì sao? Nếu sau lưng hắn có người thì chúng ta phải bỏ qua chuyện này à? Tiêu Triệt mỉm cười đáp, phải xem người phía sau hắn là ai. Tiêu Cuồng bình tĩnh lại, dù sau lưng hắn là ai, nếu hắn không chết thì thể diện của Tiêu tộc phải để ở đâu? Tiêu Triệt cười nhẹ, lát nữa để ta nói chuyện với hắn đi. Tiêu Cuồng do dự một lúc rồi gật đầu. Tuy ông ta là trưởng lão, nhưng ông ta vẫn không dám phớt lờ Tiêu Triệt này. Người này tuy không phải thế tử của Tiêu tộc nhưng cũng là đối tượng đào tạo trọng điểm của Tiêu tộc, tương lai sẽ trợ giúp thế tử. Người này quyết đoán từ bỏ tranh giành ngôi vị thế tử, tương lai tuy không thể trở thành thế tử nhưng nhất định sẽ ở địa vị cao. Không lâu sau, hai người đến Quan Huyên thành, trên tường thành. Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, tất cả tinh vương của hắn đều đã bị hấp thụ hết. Diệp Huyên nhìn hai người phía Tiêu Triệt, cười nói, tới rồi à. Tiêu Triệt khẽ mỉm cười, xem ra ngươi đang chờ chúng ta. Nếu vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn, ngươi dám giết người của Tiêu tộc ta là chắc chắn phải có chỗ dựa, đúng không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi biết vô biên chủ không? Tiêu Triệt nhìn Diệp Huyên, người biết vô biên chủ. Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Triệt lắc đầu và mỉm cười. Tiêu Cuồng ở bên cạnh đột nhiên châm chọc, chỉ là một tên thường xuyên tới các nơi ăn chùa uống chùa thôi. Người khác nể mặt ông ta vài phần, ông ta lại tưởng mình thật sự là nhân vật lớn. Nếu không phải năm xưa ông ta có quan hệ tốt với Diệp Đế thì người nghĩ ở cổ hoang này ai sẽ nể mặt ông ta. Nực cười là ông ta thật sự coi mình là nhân vật lớn. Càng nực cười hơn là ngươi còn tưởng ông ta có thể chống lưng được cho ngươi, ngươi biết ông ta là loại người gì không? Vô biên chủ. Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩn ra. Có gì đó sai sai. Vô biên chủ yếu ư? Đâu có yếu. Với tình hình hiện tại, e là thật sự chỉ tam kiếm mới có thể giết được ông ta. Nhưng vì sao người của cổ hoang chi địa đều cho rằng ông ta yếu vậy? Là do vô biên chủ quá khiêm tốn sao? Thực ra hắn đã đoán đúng. Trước nay vô biên chủ luôn rất khiêm tốn, mục tiêu của ông ta không phải vũ trụ thứ nguyên, cũng không phải tranh giành bá chủ ở cổ hoang, mục tiêu ban đầu của ông ta là giết Diệp Huyên hắn, chấm dứt mọi nhân, chấm dứt mọi quả. Vì vậy vô biên chủ hầu như rất ít ra tay ở cổ hoang chi địa. Mà những người thấy ông ta ra tay hầu như đều là đại lão hàng đầu,
chẳng hạn những cường giả đáng sợ như Diệp Đế và Cổ Thiên Đế. Lúc này, ông lão áo bào đen lại nói, chỗ dựa của ngươi là vô biên chủ du thủ du thực đó sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, có phải các ông có hiểu lầm gì đó về vô biên chủ không? Ông lão áo bào đen chế nhạo, hiểu lầm. Đương nhiên, trong mắt con sâu cái kiến như các ngươi thì ông ta khá mạnh. Nhưng ở trước 10 thế lực lớn siêu cấp thì ông ta chẳng là cái gì hết. Biết chưa? Vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ầm. Thời không tách ra, một người đàn ông chậm rãi đi đến, phía sau người đàn ông này còn có một người đàn ông trung niên và một hòa thượng. Nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Huyên hoàn toàn sửng sốt. Vô biên chủ. Không ngờ ông ta lại tới đây. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Chắc chắn là ông lão áo bào đen nói xấu vô biên chủ bị vô biên chủ cảm ứng được. Đến cảnh giới cấp bậc như vô biên chủ, người khác nói xấu mình, chắc chắn ông ta có thể cảm ứng được. Như Diệp Huyên đoán, đúng là vô biên chủ đã cảm ứng được có người đang nói đến mình. Mà khi nghe ông lão áo bào đen nói lời này, phổi của vô biên chủ như muốn nổ tung. Kẻ du thủ du thực. Ông ta là kẻ du thủ du thực sao? Chết tiệt. Điều này có thể nhịn được không? Ông ta lập tức từ vũ trụ thứ nguyên 6 quay về đây. Phía sau vô biên chủ, Tăng Vô và Thần Minh đều mang vẻ mặt hết sức nặng nề, bởi vì lúc này vô biên chủ đang rất tức giận, cực kỳ tức giận. Nhìn thấy vô biên chủ, ông lão áo bào đen hơi híp mắt, là ngươi. Vô biên chủ đột nhiên giơ tay lên cho ông ta một chưởng. Chát! Trong mắt mọi người, ông lão áo bào đen còn chưa phản ứng kịp đã bị một chưởng này nghiền nát cơ thể, đáng sợ hơn là linh hồn của ông ta vẫn chưa tiêu tán, vẫn ở nguyên tại chỗ. Ông lão áo bào đen sửng sốt. Tiêu Triệt cũng choáng váng. Vô biên chủ nhìn ông lão áo bào đen, biết vì sao ta không một chưởng đánh chết ngươi luôn không? Ông lão áo bào đen run rẩy nói, ngươi. Lúc này ông ta hơi hoảng hốt. Ông ta không ngờ tên du thủ du thực này lại lợi hại đến thế. Vô biên chủ lại nói, không đánh chết ngươi là để cho ngươi thấy lão tử có phải kẻ du thủ du thực hay không. Ở bên cạnh, Tiêu Triệt chợt cung kính cúi chào, vô biên chủ các hạ. Vô biên chủ bất ngờ giơ tay giáng cho một chưởng. Bùm! Tiêu Triệt lập tức bị đánh thần hồn đều tiêu diệt. Diệp Huyên! Ầm! Thời không tách ra, một người đàn ông chậm rãi đi đến. Phía sau người đàn ông này còn có một người đàn ông trung niên và một hòa thượng. Nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Huyên hoàn toàn sửng sốt. Vô biên chủ. Không ngờ ông ta lại tới đây. Vẻ mặt vô biên chủ không chút cảm xúc, các cái đầu ngươi. Nói xong ông ta nhìn Diệp Huyên chớp mắt nói, ta không nói xấu ông. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, người nhắc đến tên ta làm gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chút. Đang định lên tiếng thì vô biên chủ chợt nói, tốt nhất ngươi đừng có lừa ta, lão tử. Diệp Huyên nói, ta muốn chơi xỏ ông đấy, ta muốn xử ông đấy. Ông có gan thì đánh ta đi. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, vẻ mặt vô biên chủ cứng ngắc. Vẻ mặt Thần Minh và Tăng Vô sau lưng vô biên chủ chợt trở nên kỳ lạ. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, lần sau ngươi có thể đừng nhắc tới tên ta không? Đương nhiên ông ta muốn đánh chết Diệp Huyên. Nhưng nghĩ lại rồi vẫn thôi. Bây giờ tên này không chịu nói tới võ đức, động cái là gọi muội muội, không biết xấu hổ. Diệp Huyên cũng không quá đáng, lập tức gật đầu, được. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, sau đó túm lấy linh hồn của ông lão áo bào đen kia, ngươi nhìn cho kỹ xem lão tử có phải kẻ du thủ du thực không. Nói xong ông ta quay đầu, tức giận quát, tộc trưởng hiện tại của Tiêu tộc lăn ra đây cho lão tử. Dứt lời, ông ta dậm chân phải. Bùm! Trong phút chốc, bên ngoài phạm vụ mấy nghìn tỷ dặm, tiêu giới của tiêu tộc, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên phóng lên từ dưới đất của tiêu tộc. Đùng đoàng! Trong nháy mắt, cả tiêu tộc rung lên, tiêu giới hoàn toàn rạn nứt. Tất cả người của tiêu tộc đều bị sốc. Lúc này, một luồng khí thế hết sức đáng sợ đột nhiên bay lên từ nơi sâu trong tiêu tộc. Giây tiếp theo một người đàn ông trung niên tóc dài ngang vai xuất hiện trên bầu trời tiêu tộc, ông ta nhìn về phía xa, xuyên qua vô số thời không tới thẳng bầu trời phía trên Quan Huyên Thành. Tộc trưởng tiêu tộc Tiêu Nguyên. Khi nhìn thấy vô biên chủ,
Tiêu Nguyên hơi nhíu mày, là ngươi. Vẻ mặt vô biên chủ không cảm xúc, người của tiêu tộc ngươi nói lão tử là kẻ du thủ du thực, được, được lắm, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi thấy lão tử có phải kẻ du thủ du thực hay không. Dứt lời, ông ta lật tay phải, ấn mạnh xuống phía dưới. Bùm! Trong khoảnh khắc, một phù văn màu vàng khổng lồ đáng sợ quét từ phía trên tiêu giới xuống. Nhìn thấy cảnh này, con người của Tiêu Nguyên chợt co rụt lại, cửu thứ nguyên đạo pháp chi lực. Ngươi! Tiêu Nguyên không dám nhiều lời, lập tức bay lên trời rồi tung ra một quyền. Một quyền này làm rung chuyển đất trời. Sức mạnh vô song. Tuy nhiên, ngay khi tiếp xúc với phù văn màu vàng, sức mạnh của quyền này lập tức biến mất. Ngay sau đó trong mắt của mọi người, Tiêu Nguyên rơi từ trên trời xuống, mà phù văn màu vàng cũng rơi xuống theo. Ầm. Ông ta vừa rơi vào tiêu giới, cả tiêu giới đã rung chuyển dữ dội, sau đó nổ tung. Đoàng đoàng đoàng. Trong tiêu tộc của tiêu giới, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, đồng thời tiếng la hét thảm thiết cũng liên tục vang lên. Nhất thời cả cổ hoang chi địa đều chấn động. Chẳng lẽ có người định tiêu diệt tiêu tộc sao? Không biết qua bao lâu, trong tiêu tộc đột nhiên xuất hiện một luồng khí thế đáng sợ, sau khi khí thế này xuất hiện, cả cổ hoang chi địa đều rung lên. Là cả cổ hoang chi địa. Đến cả quan huyên thành của Diệp Huyên cũng đều rung chuyển kịch liệt. Cảm nhận được điều này, mặt Diệp Huyên biến sắc. Bên kia, Thị Ly tới đây nhìn về hướng của tiêu tộc, hơi híp mắt nói, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, tổ tiên của tiêu tộc, cũng là bán đế năm xưa. Nàng ta không ngờ tiêu tộc lại gọi tổ tông. Nhưng cũng phải thôi, nếu không gọi tổ tông thì e là tiêu giới sẽ bị tiêu diệt mất. Nghĩ đến đây, Thị Ly không khỏi nhìn sang vô biên chủ bên cạnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ban đầu nàng ta cũng tưởng vô biên chủ là kẻ du thủ du thực. Điều này không thể trách người khác được, thực sự là vì vô biên chủ quá ít xuất hiện ở cổ hoang chia địa, hơn nữa chuyện liên quan đến ông ta vô cùng ít. Chỉ biết năm xưa ông ta có quen Diệp Đế, chính vì nguyên nhân này mà các thế lực lớn của cổ hoang chi địa hoặc ít hoặc nhiều đều nể mặt ông ta. Nhưng không ai ngờ rằng ông ta lại kinh người đến thế này. Tiêu Nguyên bị trấn áp chỉ bằng một tay. Điều này hơi khó tin. Mọi người đều không ngờ thực lực của vô biên chủ lại đáng sợ đến thế này. Trên bầu trời tiêu tộc, người Tiêu Chiến hơi run lên, lão bay lên bầu trời phía trên quan huyên thành. Chậm rãi bay đến trước mặt vô biên chủ cách đó không xa, cười khổ nói, vô biên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Vô biên chủ nhẹ giọng nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Tiêu Chiến yên lặng một lúc rồi nói, chuyện này là tiêu tộc của ta sai, mong ngươi giơ cao đánh khẽ. Thấy tổ tiên nhà mình nói với vô biên chủ bằng giọng điệu này, Tiêu Cuồng hoàn toàn sửng sốt. Xong rồi. Đây là suy nghĩ của ông ta lúc này. Bất kể kết quả thế nào, ông ta đều sẽ phải chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Cuồng không khỏi hung ác nhìn Diệp Huyên ở phía xa, chính là người trước mặt này đã hại ông ta. Diệp Huyên đột nhiên nhún vai, ông nhìn ta làm gì? Ông chuẩn bị yên tâm lên đường đi. Tiêu Cuồng. Ở phía xa, vô biên chủ vẫn vô cảm, không lên tiếng. Cơn giận rõ ràng vẫn chưa hết. Tiêu Chiến cười khổ, vô biên, ông không thể tiêu diệt tiêu tộc của chúng ta được, đúng không? Vô biên chủ nhìn Tiêu Chiến, sau này quản lý cho tốt người của tộc ngươi, đừng để bọn họ gây chuyện như một lũ ngốc nữa. Tiêu Chiến đang định gật đầu thì lúc này Diệp Huyên ở bên cạnh chợt cất lời, vô biên chủ, ông định cứ thế bỏ qua chuyện này ư. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên nghiêm mặt nói, diệt tộc đi, tiêu diệt ra tiêu tộc gì, đánh bọn chúng. Mọi người, nghe thấy lời này của Diệp Huyên, khuôn mặt Tiêu Chiến co quắp, ông ta nhìn vô biên chủ, hậu bối của ngươi à? Vô biên chủ mặt không cảm xúc, không dám, sao ta dám làm trưởng bối của hắn? Tiêu Chiến. Diệp Huyên nghiêm túc nói, vô biên chủ, ông mà không diệt tộc thì mất mặt lắm. Tiêu Chiến do dự, tiểu hữu à, nói năng nhân từ chút đi. Sao lão không nhìn ra được người trẻ tuổi này không đơn giản chứ? Dám ăn nói với vô biên chủ như vậy có thể là người bình thường được sao? Diệp Huyên thờ ơ nói, hôm nay tiêu tộc ông tới đây để tiêu diệt quan huyên thành của ta. Tiêu Chiến chần chừ vài giây rồi nói, đây hẳn là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi.
Diệp Huyên khẽ thở dài, nếu không phải vô biên chủ xuất hiện thì có lẽ quan huyên thành của ta đã bị các ông tiêu diệt rồi. Mà, ta và vô biên chủ không cùng phe nhau đâu, thật đấy. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, đúng là ta với hắn không hề chung phe. Tiêu Chiến nhìn hai người, không nói gì. Mẹ kiếp! Hai người đang chơi ta đấy à? Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, đi đây. Nói xong ông ta quay người định đi thì Tiêu Chiến chợt gọi lại, vô biên. Vãn bối quay đầu nhìn Tiêu Chiến, có việc gì? Bây giờ ông ta vẫn còn tức. Nhưng ông ta vẫn không làm quá quyết tuyệt, tiểu bối của Tiêu tộc ngốc, nhưng Tiêu Chiến thì vẫn ổn. Ông ta không thể để vì chuyện này mà diệt cả Tiêu tộc được. Tiêu Chiến trầm giọng nói, người mà ngươi muốn giết vẫn còn sống chứ. Năm xưa bọn họ vốn định mời vô biên chủ cùng tới vũ trụ thứ nguyên 9, nhưng vô biên chủ lại kiên quyết từ chối. Lý do là ông ta phải đi giết ai đó. Bao nhiêu năm trôi qua, ông ta rất muốn biết người vô biên chủ muốn giết đã chết chưa. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, chắc là vẫn còn. Tiêu Chiến nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu biết người ông ấy muốn giết là ai à? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên ta biết rồi, bởi vì người mà tên khốn kiếp này muốn giết chính là lão tử đây nè. Ông ta và chủ nhân bút đại đạo bắt tay làm việc ác, không biết xấu hổ. Vẻ mặt Tiêu Chiến thẳng thốt, chủ nhân bút đại đạo cũng muốn giết ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng, chỉ là ta không có bằng chứng thôi. Tiêu Chiến nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt lấy làm lạ. Không phải vô biên chủ và tên này là cùng một ruột với nhau sao? Tất nhiên là lão thấy nghi rồi, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ phải giải quyết nguy cơ của Tiêu tộc trước. Tiêu Chiến thôi không nghĩ nữa, sau đó nhìn về phía vô biên chủ, hơi thi lễ, vô biên, đa tạ. Vô biên phất tay, về quản lý lại tộc nhân của mình cho kỹ vào. Lần này ta dọa Tiêu tộc ngươi một phen, cũng không phải là chuyện gì xấu với Tiêu tộc đâu. Nói rồi, ông ta đã biến mất ở phía xa. Tiêu Chiến đứng tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó lão quay đầu nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, câu vừa rồi của vô biên là có ý gì? Diệp Huyên nhìn Tiêu Chiến, có lệnh thứ nguyên của thứ nguyên 4 không? Cho ta mấy cái, ta nói cho nghe. Thứ nguyên linh. Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó xoay về phía Tiêu tộc hô lên. Đưa đến đây vài lệnh thứ nguyên của thứ nguyên 4. Dứt lời, một cường giả Tiêu tộc xé thời không đi đến trên bầu trời quan huyên thành, người này cầm một chiếc hộp đen đưa đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở hộp ra nhìn, trong đó có 3 chiếc lệnh thứ nguyên. Tiêu Chiến nhìn Diệp Huyên, cười bảo tiểu hữu. Diệp Huyên nhận hộp, sau đó nhìn Tiêu Chiến, ý của ông ta là, nếu như ông ta không ra tay thì e là Tiêu tộc của ông đã tàn rồi. Hắn biết rõ, với thực lực hiện giờ của mình chắc chắn không thể chống lại được Tiêu tộc kinh khủng này. Mẹ kiếp! Hắn khỏi cần liều mạng. Vì thực lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Tiêu tộc chắc chắn sẽ không đánh nhau công bằng với hắn, đối phương 100% sẽ cử cường giả vô cùng khủng khiếp đến, nếu thế thì hắn tất nhiên sẽ gọi muội muội rồi. Thanh Nhi mà xuất hiện thì Tiêu tộc này còn không trôi vào dĩ vãng. Đó là ý của vô biên chủ đó. Nghe Diệp Huyên nói thế, Tiêu Chiến hơi nhíu mày lại, nhưng nghĩ đến gì đó, lão liếc mắt nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Lúc này, lão chỉ nghĩ được 2 khả năng. Một là nếu tên nhóc này không nói dối, thì đúng là người lúc trước vô biên chủ muốn giết chính là hắn, vậy với thực lực như vô biên chủ, tại sao lại không thể giết tên nhóc này? Rất đơn giản, bởi vì đằng sau tên này có cường giả kinh khủng hơn. Mạnh hơn cả vô biên chủ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Chiến bất giác nghiêm lại, lão đột nhiên quay đầu nhìn ông lão áo bào đen, lệnh thứ nguyên cao cấp nhất trong tộc là gì? Ông lão áo bào đen do dự một lúc rồi đáp, lệnh thứ nguyên của thứ nguyên 5. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, lấy ra. Ông lão ngây người, nghĩ là đã nghe nhầm. Tiêu Chiến nhìn về phía ông lão, lấy ra. Ông lão áo bào đen cười khổ, không dám cãi lệnh, lão nhanh chóng rời đi, một lát sau lại xuất hiện. Trong tay cầm một chiếc hộp đem tới trước mặt Diệp Huyên rồi mở ra, bên trong có 2 chiếc lệnh thứ nguyên 5. Diệp Huyên nhận hộp, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, nghiêm mặt nói, tiền bối, ý của ông là gì? Diệp Huyên ta không phải là người tham tiền, ông đừng như vậy, ta sẽ thấy ngại lắm. Nghe vậy,
mặt ông lão áo bào đen lập tức đen kịt lại. Đây là điển hình cho việc được lời rồi còn bày đặt ra vẻ. Lệnh thứ nguyên năm này là vật vô cùng quý giá, cho dù là đại tộc như Tiêu tộc cũng chỉ có số lượng cực nhỏ. Bởi vì có được lệnh thứ nguyên năm thì tương đương với việc có thể hấp thụ sức mạnh từ vũ trụ thứ nguyên năm. Mà bây giờ, hai chiếc duy nhất đều đưa cho tên này rồi. Tiêu Chiến cười ha ha, tiểu hữu, những thứ này đều là vật ngoài thân mà thôi. Nói rồi, lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, thật ra Tiêu tộc ta và tiểu hữu cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là giữa chúng ta có một ít chuyện không vui mà thôi, chủ yếu là hiểu lầm cả. Đúng không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, tiền bối, ông nói gì thì là vậy. Tiêu Chiến ngây người, sau đó hỏi, vậy ân oán giữa chúng ta coi như xí xóa nhé, được không? Diệp Huyên liếc mắt nhìn cái hộp trong lòng, nghiêm mặt nói, tiền bối, Diệp Huyên ta không phải là người hẹp hòi, chỉ cần có tiền. Á không phải, ý của ta là oan gia nên cởi không nên buộc, việc này chấm dứt ở đây. Nghe vậy, Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, bây giờ ông chỉ là một sợi thần hồn thôi, nếu ông đi rồi thì Tiêu tộc có đến đánh ta nữa không? Tiêu Chiến cười nói, không đâu. Diệp Huyên cũng cười, mong là vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiêu Chiến đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo Diệp Huyên ở phía xa, một lát sau, lão nhìn sang xung quanh, sau đó thi lễ một cái, khiến chư vị chê cười rồi. Sau đó lão cũng đi mất. Vô biên chủ. Chẳng mấy chốc, cái tên này đã nhanh chóng lan truyền khắp cổ hoang chi địa. Chín đại thế lực còn lại vội vàng ra lệnh nghiêm xuống toàn tộc, rằng không được ai trêu vào vô biên chủ, cũng không được chọc vào Quan Huyên Thành. Tuy Diệp Huyên và vô biên chủ đều tuyên bố không có quan hệ gì với đối phương, nhưng bọn họ không tin. Không quan hệ gì mà vô biên chủ tự nhiên nổi giận, trấn áp toàn bộ Tiêu tộc. Thế là bây giờ Quan Huyên Thành cũng trở thành một nơi đặc biệt ở trong cổ hoang. Vì có chỗ dựa là vô biên chủ. Tiêu tộc. Sau khi Tiêu Chiến trở về tộc, một nhóm cường giả Tiêu tộc đã đứng sẵn để chờ. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng đương nhiệm Tiêu Nguyên, lúc này đây ông ta chỉ còn dư lại linh hồn. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Nguyên dẫn đầu, vẻ mặt phức tạp, một bước sai, mất sạch tôn nghiêm cả tộc. Tiêu Nguyên cười khổ, không ngờ rằng thực lực của vô biên chủ lại kinh khủng đến thế. Tất nhiên những chuyện này đều là lỗi của ta, thiếu niên kia nếu đã dám giết người của Tiêu tộc thì tất nhiên là có chỗ dựa, nhưng ta lại không cẩn thận điều tra trước. Tiêu Chiến lắc đầu, ngươi sai rồi. Tiêu Nguyên sửng sốt. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Nguyên, ngay từ đầu các ngươi chưa bao giờ coi trọng vô biên chủ. Tiêu Nguyên trầm mặc. Tiêu Chiến tiếp tục nói, tất nhiên chuyện này cũng không thể trách lỗi các ngươi hoàn toàn được. Bởi vì vô biên chủ là người từ thời đại của chúng ta rồi. Không đúng, hẳn hắn còn đến từ thời đại sớm hơn nữa, người này vô cùng thần bí, không ai biết được cụ thể lai lịch của hắn. Ta chỉ từng có duyên gặp mặt hắn vài lần mà thôi, và cũng chỉ biết hắn có quen biết với Diệp Đế và cả Cổ Thiên Đế. Nhưng hắn lại không có hứng thú gì với vũ trụ thứ nguyên, trước đây ta có hỏi thì hắn bảo hắn muốn giết một người. Nói rồi, lão khẽ lắc đầu, ngay cả ta cũng chưa từng thấy hắn ra tay, thực lực của hắn. Mạnh hơn rất nhiều so với những gì ta dự đoán. Tiêu Nguyên đột nhiên nói, tại sao ông ta lại không phong đế? Tiêu Chiến lắc đầu, chuyện này cũng khiến ta thắc mắc. Nhóm Tiêu Nguyên trầm mặc. Tiêu Chiến đột nhiên nói, đừng chọc vào thiếu niên của Quan Huyên Thành kia nữa. Thiếu niên kia cũng không đơn giản, chắc chắn không phải là người phàm, còn nữa, chuẩn bị một phần lễ tặng cho người ta đi, tiếp tục biểu thị lòng áy náy của chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Nguyên có chút do dự, lão tổ, chúng ta đã tặng hắn mấy lệnh thứ nguyên 4 cùng lệnh thứ nguyên 5, vậy. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Nguyên vội vàng nói, vâng, ta đi sắp xếp ngay. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, ở thời đại của chúng ta, thực lực cũng quan trọng, nhưng cách làm người cũng không hề kém cạnh. Cách đối nhân xử thế cũng là một môn học, người phải cố gắng mài giũa lại đi. Tiêu Nguyên cung kính thi lễ, đã rõ. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái nhìn này, nhìn thẳng về phía vũ trụ thứ nguyên. Khi lão nhìn đến vũ trụ thứ nguyên 9, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên thuận theo quỹ đạo tầm mắt của lão chui tọt vào giữa trán lão.
sợi thần hồn Tiêu Chiến để lại lập tức tiêu tan. Trong điện, đám người Tiêu Nguyên hoảng hốt. Quan Huyên Thành. Sau khi Diệp Huyên trở lại thành, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng ở trên tường thành, đưa mắt quan sát khắp Quan Huyên Thành, phát hiện đâu đâu cũng có khí thức thần bí ẩn nấp. Những người này đến là để dò la tin tức. Tất nhiên cũng là vì có thêm chút tò mò. Vẻ mặt Diệp Huyên hơi nghiêm lại. Ban nãy hắn đã được chứng kiến thực lực của Vô Biên Chủ, cũng được lĩnh ngộ cả thực lực của Tiêu tộc. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn chẳng là cái đinh gì khi đối diện với Vô Biên Chủ cùng tổ tiên Tiêu tộc. Chênh lệch vẫn còn lớn lắm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ thở dài, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Đúng lúc này, một cô gái chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên mở mắt nhìn về phía cô gái, hắn hơi ngẩn ra, là cô à? Người tới chính là Thị Ly của thị tộc. Thị Ly quan sát Diệp Huyên một chút, sau đó khẽ mỉm cười, vô tâm cảnh rồi à? Trong thời gian ngắn như vậy mà đã đạt đến vô tâm, người giỏi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Thị Ly cô nương, sao cô lại rảnh rỗi đến thăm Quan Huyên Thành vậy? Thị Ly chớp mắt, nhớ người đó. Giỡn gì vậy trời? Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Thị Ly cô nương, ta không có hứng thú với cô đâu. Thị Ly ngây người, nụ cười dần biến mất, mà lúc này Diệp Huyên lại nói, nhân vật tựa thiên tiên như Thị Ly cô nương đây, thực lực mạnh mẽ, trí tuệ vô song, lại là người thừa kế của siêu cấp thế lực thị tộc. Nói đoạn, hắn khẽ lắc đầu, ta tự biết thân biết phận, kẻ không chỗ dựa cũng không có thế lực như ta đây làm sao xứng được với Thị Ly cô nương. Vậy nên ta không có bất kỳ ý gì với Thị Ly cô nương cả, không phải cô nương không tốt, mà là do ta không xứng. Nghe Diệp Huyên nói thế, Thị Ly lại ngẩn người thêm nữa, sau đó nàng ta lắc đầu cười, Diệp công tử, đừng khiêm tốn như vậy. Ngươi không phải là kẻ tầm thường, Vô Biên Chủ kia. Nói đến đây, nàng ta không tiếp tục nữa. Diệp Huyên khẽ thở dài, Vô Biên Chủ và ta thật sự không có quan hệ gì. Nói rồi, hắn khẽ lắc đầu, đổi đề tài, Thị Ly cô nương, cô có ý chung nhân chưa? Khóe miệng Thị Ly hơi cong lên. Như cười mà cũng như không, vẫn chưa có. Sao thế, người muốn giới thiệu cho ta à? Diệp Huyên cười bảo, Thị Ly cô nương, lúc trước ta có theo Vô Biên Chủ học một vài chiêu bói mệnh, có muốn ta bói cho không? Chuẩn lắm, bói nhân duyên hay mệnh cách ta đều biết. Thị Ly khẽ nhíu mày, bói toán. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thị Ly suy nghĩ một chút, sau đó nói, người bói đi. Diệp Huyên cười, xin Thị Ly cô nương cho ta mượn tay một lúc. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, vẻ mặt rất quang minh chính đại. Thị Ly có chút do dự. Diệp Huyên cười nói, lòng ta thuần khiết tựa tuyết liên, Thị Ly cô nương, chẳng lẽ cô đang hoài nghi về nhân phẩm của ta sao? Thị Ly lắc đầu, không. Nói rồi, nàng ta hơi do dự một lúc, nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay của Diệp Huyên. Diệp Huyên nắm lấy tay Thị Ly, hắn bắt đầu chậm rãi vuốt ve, Thị Ly cô nương, đừng căng thẳng, đây là cách sờ xương mà Vô Biên Chủ dạy ta khi học các phương pháp bói toán. Vô Biên Chủ. Sờ xương. Diệp Huyên đúng thật là đang sờ xương, lại còn rất cẩn thận, vẻ mặt cũng rất cương trực, không có tí thô bỉ nào. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, không nói gì, cũng không từ chối. Một lát sau. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, cô nương, tướng tay của cô vô cùng tốt. Thị Ly cười hỏi, sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lòng bàn tay của cô có ba đường chính là đường sự nghiệp, đường tình duyên và đường số mệnh. Thị Ly cô nương, cô xem đường tình duyên của cô này. Ừ, chính là đây, đường tình duyên này vừa dài vừa gọn, hiện lên trên đường số mệnh và đường sự nghiệp. Chuyện này có nghĩa là ý chung nhân trong tương lai của cô nương tất là anh tài giữa Long Phượng. Hào kiệt đương thời. Thế nhưng, nói đến đây, hắn chuyển sang đề tài khác, cô xem chỗ này đi, đường số mệnh và đường sự nghiệp đều dừng lại trước đường tình duyên, chuyện này có nghĩa là sự phát triển của số mệnh và sự nghiệp của cô đều bị ảnh hưởng bởi đường tình duyên. Nói đơn giản hơn là, Thị Ly cô nương, tương lai lúc cô chọn ý chung nhân thì phải hết sức cẩn thận. Bởi vì hắn có thể sẽ quyết định sự nghiệp lẫn số mệnh của cô sau này. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, ý của ngươi là người đàn ông trong tương lai của ta có thể sẽ dẫn ta đi càng xa hơn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta biết cô nương là một người mạnh mẽ,
việc gì cũng dựa vào bản thân chứ không muốn dựa dẫm đàn ông, nhưng mà có một số việc đã là định mệnh an bài rồi, không thể thay đổi được đâu. Thị Ly lắc đầu cười, không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, Thị Ly cô nương, cô có biết chủ nhân bút đại đạo không? Thị Ly nhìn Diệp Huyên, híp mắt lại, người biết y. Diệp Huyên gật đầu, từng gặp rồi. Thị Ly khẽ nhíu mày, người gặp y rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nói rồi hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, hắn hơi thôi thúc, chữ nhân trong kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hiện lên. Thấy chữ nhân này, Diệp Huyên cũng có chút cạn lời. Lúc trước bút đại đạo khoe khoang sáu chữ chân ngôn ghê gớm đến mức nào, mà bây giờ chữ này lại thành thứ vô dụng rồi. Đúng là lãng phí tình cảm. Nhìn thấy chữ nhân trong kiếm của Diệp Huyên, Thị Ly hơi cau mày lại, sáu chữ chân ngôn. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, người thật sự quen biết với chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên cười nói, ta lừa cô làm gì? Thị Ly trầm mặc. Diệp Huyên tiếp tục nói, ta khá quen với y lẫn vô biên chủ. Y chính là tất cả nhân, tất cả quả, tất cả thế gian này đều vì y mà tồn tại, mà y ở nơi sâu xa kia lại nắm trong tay hết tất cả. Nói rồi, hắn nhìn Thị Ly, dừng một chút rồi mới nói tiếp, Thị Ly cô nương, chuyện này ta chỉ nói cho một mình cô thôi, cô đừng nói cho người khác biết. Thị Ly nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta không muốn người khác kết giao với ta chỉ vì vô biên chủ và chủ nhân bút đại đạo, ta đi đến hôm nay đều là do tự bản thân cố gắng, chưa bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai, trước đây đã không thì sau này cũng sẽ vậy. Tiểu Tháp. Thị Ly đột nhiên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người có thân phận hiển hách như thế mà còn muốn che giấu, hơn nữa lại không hề dựa vào bọn họ, ta thật sự rất khâm phục. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tự thân nỗ lực tuy rất mệt, nhưng sẽ rất nhanh tiến bộ. Không có tiền thì tự kiếm, không có công pháp thì tự nghĩ, tự nghiên cứu. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười, những năm gần đây, cuộc sống khổ cực đó. Chỉ toàn là nước mắt. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hơi quá rồi đó. Diệp Huyên. Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi và chủ nhân bút đại đạo có quen biết, vậy y có tiết lộ gì cho ngươi biết không? Diệp Huyên cười nói, Thị Ly cô nương muốn biết cái gì? Thị Ly trầm mặc một lát rồi nói, tương lai của cổ hoang. Diệp Huyên im lặng. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyên, sao thế? Diệp Huyên cười, Thị Ly cô nương, cô có thể đảm bảo không kể chuyện này cho người thứ ba biết không? Thị Ly gật đầu, đảm bảo. Diệp Huyên nghiêm mặt lại, tương lai cổ hoang sẽ lâm nguy. Thị Ly khẽ nhíu mày, là sao? Diệp Huyên khẽ cười nói, cổ thiên đế đã chết, chỉ một hiếp ước không thể ngăn được Thánh Vương Điện Thứ Nguyên. Thị Ly trầm giọng nói, ý của ngươi là Thánh Vương Điện Thứ Nguyên đã phá vỡ hiệp ước. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, chủ nhân bút đại đạo nói như vậy. Diệp Huyên đáp, y không nói thẳng ra, nhưng ý của y chính là vậy. Sắc mặt Thị Ly trầm xuống. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Thị Ly cô nương, cô đừng quá lo lắng, giang sơn đời nào cũng có người tài, nếu đã từng xuất hiện thiên tài nghịch thiên như cổ thiên đế, thì thế hệ này cũng sẽ có thôi. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyên, thế hệ này sẽ có người phong đế sao? Diệp Huyên gật đầu, sẽ. Thị Ly vội hỏi ngay, ai? Diệp Huyên chớp mắt, ta nói là ta thì cô có tin không? Thị Ly ngớ ra. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên cười ha ha, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Nói rồi, hắn quan sát khuôn mặt Thị Ly một chút rồi cười bảo, Thị Ly cô nương, ngay giữa trán cô có vệt ửng hồng, đây là dấu hiệu hoa đào, nó có nghĩa là ý trung nhân của cô sắp xuất hiện rồi, cô phải hết sức lưu ý, nắm chắc cơ hội nhé. Thị Ly liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp công tử, sờ xương xong chưa? Diệp Huyên ngây người. Thị Ly lại nói, nếu xong rồi thì có thể thả tay ta ra được không? Ngươi nắm hơi chặt rồi đấy. Diệp Huyên cười ha ha rồi buông tay Thị Ly ra, hắn nói, Thị Ly cô nương, con người ta có đạo đức nghề nghiệp lắm, chỉ bói mệnh thôi, không có ý xấu gì đâu. Thị Ly cười nói, ta tin nhân phẩm của Diệp công tử. Nói xong, nàng ta lại nhìn xung quanh rồi bảo, Diệp công tử, có rất nhiều người đến thăm hỏi đấy. Diệp Huyên ngẩn người.
sau đó hỏi lại, thăm hỏi. Thị Ly cười đáp, tất nhiên, sau sự kiện lần này, cửa thành Quan Huyên thành của ngươi chắc sẽ ngựa xe nườm nượp đấy. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chút rồi cũng hiểu. Rõ ràng thôi, mọi người đều cho rằng hắn có quan hệ với Vô Biên Chủ, mà lúc trước Vô Biên Chủ đã suýt nữa diệt toàn bộ Tiêu tộc. Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, 3 ngày sau là ngày tế bái thánh thành, ngươi có muốn đi chung không? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tế bái thánh thành. Thị Ly gật đầu, cứ cách mỗi 10 năm, thánh thành đều sẽ có một lần tế bái để tưởng nhớ về cổ thiên đế. Diệp Huyên im lặng. Thị Ly cười nói, lần tế bái này, tất cả thiên tài cổ hoang đều sẽ đến, nói cách khác, ngoại trừ tế bái ra thì mọi người có thể cũng sẽ luận bàn một lúc. Ngoài ra, mọi người cũng có thể cùng đi đến vũ trụ thứ nguyên, gặp gỡ các thiên tài yêu nghiệt nơi đây, hai bên cứ mỗi 10 năm sẽ có một trận so tài. Mà những lần so tài này đều rất quan trọng, ảnh hưởng đến danh dự và tôn nghiêm của vũ trụ bình hành chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tất cả thiên tài yêu nghiệt ở cổ hoang sẽ đến hết à? Thị Ly gật đầu, đúng. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể đi được. Trước cửa thánh thành sẽ có một thử thách, chỉ người thông qua thử thách mới có thể đi vào. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, lúc trước ta có biết người cổ hoang vẫn luôn tranh cướp thánh thành với nhau. Hiện tại các người không tranh nữa sao? Thị Ly cười đáp, đó là trước đây thôi. Đúng là chúng ta đã từng ngày ngày tranh cướp thánh thành, nhưng sau đó mọi người phát hiện, cướp được rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì không được cổ thiên đế cho phép, cho dù ngươi có được thánh thành cũng sẽ không làm được gì cả. Vậy nên thánh thành hiện tại cùng thuộc về 10 thế lực lớn, tất nhiên, cũng là nơi được mọi người cùng bảo vệ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cùng bảo vệ. Thị Ly gật đầu, chúng ta muốn có được truyền thừa của cổ thiên đế, mà người vũ trụ thứ nguyên cũng muốn. Thánh thành trước đây đã từng xảy ra một vài tình huống ngoài ý muốn. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, cũng may lần đó chỉ có kinh không có hiểm, nếu không thì đã mất thi hài cổ thiên đế vào tay vũ trụ thứ nguyên lần nữa rồi, chuyện đó đối với vũ trụ bình hành chúng ta mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Thị Ly, hắn phát hiện người cổ hoang thật sự rất tôn kính cổ thiên đế, gần như là tôn kính từ tận xương tủy bọn họ. Lúc này, Thị Ly đột nhiên hỏi, đi không? Diệp Huyên cười, đi. Vậy bây giờ chúng ta phải khởi hành rồi. Chờ ta thêm một canh giờ nữa nhé. Được. Diệp Huyên xoay người biến mất. Thị Ly đứng tại chỗ nhìn nơi Diệp Huyên vừa biến mất kia, im lặng không nói gì. Sau khi Diệp Huyên trở về thành, hắn đi tìm Tần Quan ngay. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, thánh thành. Diệp Huyên gật đầu, ta quyết định đi xem thử. Tần Quan cười nói, là chuyện tốt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy ta đi trước, cô có chuyện gì thì cứ lấy bùa truyền âm gọi ta nhé. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Huyên đang định rời đi thì Tần Quan đột nhiên hỏi, người còn bao nhiêu tinh vương? Diệp Huyên đáp, 6 viên. Tần Quan đột nhiên xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn có 10 viên tinh vương. Ngoài tinh vương ra còn có thêm một vài thứ nguyên tinh thượng đẳng. Diệp Huyên sửng sốt. Tần Quan cười bảo, ra ngoài mà không có tiền là không được đâu. Diệp Huyên không từ chối, hắn nhận lấy nhẫn rồi nói, nếu nơi này gặp chuyện gì thì nhớ liên hệ ta. Tần Quan gật đầu, ừ. Diệp Huyên cười, sau đó xoay người biến mất. Tần Quan nhìn Diệp Huyên đi mất, sau đó gọi, Lão Tằng. Lão Tằng xuất hiện phía sau Tần Quan nói, cho người của chúng ta vào nội vực đi, đến lúc liên lạc lại với bên kia rồi. Lão Tằng cung kính thi lễ, sau đó yên lặng thối lui. Diệp Huyên trở lại tường thành, Thị Ly chớp mắt, xong rồi. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Thị Ly liếc mắt nhìn Quan Huyên thành ở phía dưới, sau đó cười hỏi, ngươi xây thư viện à? Diệp Huyên gật đầu, ta là viện trưởng thư viện Quan Huyên, là phần tử trí thức. Thị Ly cười nói, thú vị. Diệp Huyên cười ha ha, Thị Ly cô nương, chúng ta đi thôi. Thành thật mà nói, ta cũng tò mò về thánh thành kia. Thị Ly gật đầu, đi thôi. Nói xong, hai người liền biến mất. Trên đường, Thị Ly đột nhiên hỏi, Diệp công tử, ngươi nói ngươi có quen biết với chủ nhân bút đại đạo, vậy có thể kể một chút y là người như thế nào không? Thành thật mà nói, đối với chúng ta,
y vẫn chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết, ta khá tò mò về y. Diệp Huyên tỉnh bơ đáp, là một tên vô cùng hèn hạ mà còn không biết xấu hổ. Thị Ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 224.